Như này lấy cái điện thoại đấy vào vào phát live stream đi, xong rồi ra quay khui cái khui kiện nam ra. Hey, chào khui à? Ừ. Cứ sang đi, sang đi cậu gọi giận đây. Cả nhà vào chuẩn bị chia sẻ cho em nhá. Em chào cả nhà nhá. Chán thế, điện thoại hỏng không nhận được tin nhắn shop. Ok nào. Cả nhà cho bạn chia sẻ em Phúc nhá. Tối nay em lên một buổi quần luôn. Mọi người hỏi nhiều quần quá, lên hẳn một buổi quần luôn. Lên một buổi quần giọt gơ, quần gió nhá. Em lên cả quần gió. Qua lên áo khoa áo gì nhỉ? Hôm qua ông kia lên áo da rồi. Cả nhà chấm bài cho em nhé. Sao shop không sao trả lời. Không sao trả lời shop được. Có bò hàng không anh? Bò anh chưa lọc được. Hôm nay lên quần mùa đông thôi. Bò ở bên kho nó về kiện mà chưa phân loại được cho nên là anh chưa lên được. Đây chơi chơi tập được nhỉ. Chào anh Việt Nguyễn nhá. Ok. Bỏ kho để chăm lo một người con gái. Anh cũng thế thôi, chọn cách nắm tay một người và quên đi. Thử ý đi em. Ơi đưa đây, đưa đây, đưa anh điều chỉnh cho. Chỉ sai đó. Anh cầm máy sang kia để nai đi. Máy bên đấy có rồi mà, có máy nhỏ rồi mà. Đưa đây, đưa cái máy, chốt đơn đây. Không máy này. Ở bên đây có máy đỏ nhỏ rồi mà.
vì quá oxy hay vì em đã yêu vội vàng, vì có tương lai nên là em chả được cứ mang một bộ lòng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, một bóng đau thương. Hơi nhỏ nhỉ? Tại sao vậy? Like bán giày không xốp à, em à, tối nay em lên quần áo nhá. Áo em treo này hiệu gì á, chờ em tí. Kệ nó, Facebook nào không quan trọng, vấn đề là nó vào được hay không thôi. Chị đấy, vào đúng page nó được mà. Không phải. Bây giờ quay vào đi, quay vào cái điện thoại xem nào. Bấm nhấn Facebook lên. Bây giờ vào cái phần trang chưa? Trong này có trang mà. À. Chờ tí nhá. Cái đấy là Nguyễn Thị Quỳnh à? Ừ, chờ tí. Này bán giày, à, giày em đang chuẩn bị em phát một page nữa đấy ạ. Đang chuẩn bị phát một page nữa nha mọi người sẽ. Cả nhà chấm bài chia sẻ cho em nhá, mới có hơn 100 người thôi, lúc nào đủ tầm trên 500 người em Phúc bắt đầu lên. Đang xếp đây. Cả nhà chấm bài chia sẻ cho em nhá. Hôm nay em lên quần nhá, em lên quần ạ. Có giày không anh? À, giày có nhá. À, anh lát nữa anh sẽ chia sẻ. Anh bắt đầu phát một cái page Phúc Si Tuyển 2 nhá. Bắt đầu phát một cái page Phúc Si Tuyển 2. Thì các bạn ở bên phòng bên các bạn đang set up chuẩn bị bắt đầu live rồi đấy ạ. Nếu như bạn nào không chốt quần có thể chốt giày sang bên đấy nhá. Vào cái Facebook Nguyễn Quỳnh đấy đi, vào Facebook Nguyễn Quỳnh, vào cái phần chuông thông báo đấy, nó có cái chấp nhận vào quản trị đấy nhá. Hai trăm người rồi. Tối nay em sẽ lên toàn quần nhá. Quần có hai loại, đó là quần gió và quần jogger. À, viết đây và lấy luôn bịch quần gió ra đây, bịch quần gió bán túi đằng sau không anh? Bên kit không like à anh Phúc? Bên kit đang bắt đầu like rồi đấy, túi này bán được chưa mày ơi? Soi vào đấy.
Bách này, đã chấp nhận chưa? Chuyển ngay. Hôm nọ em có mua cái áo gửi nhầm về địa chỉ của em không nhận được. 3 tuần rồi chưa thấy shop nhắn tin lại, không thông tin lại. Hôm nọ em có mua nhầm cái áo gửi nhầm về địa chỉ của em. Cái này shop nhận được, shop ghi vào sổ nhá. Mình ví dụ như là mình chốt cái khác đi, shop đổi hay là cái gì đấy. Shop cho hỏi quần phía sau ống rộng bao nhiêu cm vậy. Cái này bác nào vừa hỏi cái này nhá, túi lợi y này chưa như bán 650 thì phải. 650 nếu mà chốt báo em nhá. Quần này á thì em cũng không nắm được đâu, nhưng mà thôi em đo luôn cho biết ống rộng bao nhiêu nhá. Ống này á, ống này lúc chỗ nhỏ nhất là cái này là 16 là 32. Vòng tròn ống là 32 đấy. Túi có màu khác không? Túi khả năng hình như có màu khác. Đồ em gửi chưa anh Phúc? Để hữu nghị. Em xem ở trong có thấy quân Seven. Em xem ở trong cái Messenger ấy, nếu như mà có hóa đơn là gửi rồi, còn chưa có hóa đơn là chưa gửi nhá. Các bạn gửi cho mình cái bill rồi là gửi rồi, còn chưa có bill thì chưa gửi đâu. Rồi ok, bắt đầu lên nhá. Quần đấu giá 179k. Lưu ý chốt hàng bên em Phúc luôn luôn phải gọc đi hàng, mọi người được kiểm tra trước khi nhận nhá. Em Phúc bao từ A đến Z luôn, các bác thích bao gì bao lấy luôn nhá. Quần gì đó, quần gió và quần giọt cơ. Quần gió cơ nhá. Viết đây. Bỏ cái đồ này ra, đưa cho anh cái ghế để anh thôi, anh lên này trước. Đâu? Quần gió đâu, bỏ ra đây. Lên cho mọi người cả gió cả giọt cơ luôn, tổng hợp nhá. Chắc còn vài hôm nữa là lạnh thôi. Các bác chốt đi. Loại này mặc mà ok. Còn kia lại in ra đây à? Sao lại in không được? In cái máy to ấy. Cái này mình máy to thôi rồi. Like dài trẻ em, dài trẻ em có like nhá. Bên Phúc suy tuyển kit. Chui sang này mua cho em cả. Cả dây người lớn luôn nhá. Em Phúc đã tách một pet nữa rồi. Pet này lên quần áo. Còn hai pet kia là vẫn hết dày bình thường nhá. Sẽ phục vụ bà con là coi như là mùa đông. Là phục vụ hết đất. Đấy, vào lúc nào cũng mua được hàng nhá. Hiện tại thì dày người lớn những cái buổi like như này chỉ có đang like buổi tối thôi. Còn buổi trưa thì sắp tới là mai kia cũng sẽ phục vụ luôn buổi trưa. Đâu, quần gió đâu? Kìa. Quần gió kia kìa. Cái bịch trồng đấy, bỏ cái bịch trồng trên xuống lấy cái bịch dọc này thôi. Mạnh nó về, đúng rồi đấy, cái đấy. Cái sau đẹp không anh? Cái sau là cái nào? Quần này á? Ơi, quần này đi. Quần này hơi bị đẹp luôn á. Quần này đẹp lắm. Mua đâu không lạnh, chuẩn rồi anh. Quần này chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ còn nếu mà đã hoặc là không có nhu cầu thôi. Mà đã là dân văn phòng thì cứ chốt quần này là auto gọi là đóng thùng gọi là đỉnh của đỉnh luôn nhá. Quần này có size từ 28 đến 35. Quần này có hai màu. Đây. Quần này có hai màu, đây. Có màu xanh này nữa. Màu xanh than nữa nhá. Có size từ 28 đến 35. Bác nào chốt là cũng chốt quần kèm size 280.000 một cái. Chốt quần kèm size 280.000 một cái. Rất rẻ. Quần rất rẻ luôn. Quần 280.000 một cái, được chưa? Đây. Cho vào đây để đỡ hỏi. Đấy, được chưa? Rồi em bắt đầu đây. Em lên cả quần gió nhá, lên cho mọi người quần gió trước này. Quần gió đây, em xuống số đi, cái này để anh nhá. Quần gió này gió hai lớp.
Còn gió chủ yếu là dạng suông nha em nhá. Gió chủ yếu là dạng suông hai lớp này, trong nót nỉ. Trong nót nỉ nhá. Giống cái gôn bữa em lấy vậy, nó cũng kiểu kiểu như vậy em ạ. Em Phúc sẽ báo size và báo eo nhá, mọi người chỉ việc chốt thôi. Báo size báo eo chỉ việc chốt thôi. Em này size 32 eo 84 này. Size 32 eo 84 trong nót nỉ hai lớp. Nên mã 25 nhá, mã 25. Đấy mã 25. Rằng anh cũng thế thôi, chọn cách nắm tay một người và quên đi. Tiếp tục này. Đấy. Kệ đó, quần chữ nhỏ kệ đó. À quên cái chữ nhỏ kệ đó. Em này size 33 34. Size 33 34 nhá. Tất cả đây là những quần gió này hai lớp trong nót nỉ. Size 33 34 nên mã. Mã 08 ạ. 25 Phạm Hội. Tài khoản còn 99k. Cọc được không ạ? Ôi giời, 99k thì cọc bảo chủ shop chuyển cho thêm 100k chuyển cho nó dễ. Không cần phải ghi giá. Đồng giá hết rồi, quần đồng giá. Tiếp tục, em này một lớp này. Em này gió một lớp cho em ạ. Gió một lớp, con này size cho là 28-29. Size 28-29 gió một lớp. Lên mã 95. Mã 95 cho em ạ. Tiếp tục. Em này size 30 eo 80. Size 30 eo 80 suông. Lên mã 138 nhá. Nay có mỗi quần thôi. Nay em sẽ lên toàn quần luôn ạ. Nay lên chuyên quần luôn. Cái này là nhiều quần suông cả nhà nhá. Nó là dáng suông cho phù hợp các bác trung tuổi này. Em này size 36-37. Size 36-37 quần gió nhá. Size 36-37. Em 80 mặc size 30 em này. Lên mã 101 ạ. Mã 101 cho em nhá. 101. Có cả quần nữ đấy. Đây quần nữ đây. Đây này quần nữ đây. Quần nữ này cho chị nào eo 68-70. Quần gió nữ eo 68-70 ạ. Có bộ thể thao Adidas không? Em vẫn có bộ thể thao Adidas. Em này mã 133 cho em nhá. Mã 133 cho em ạ. 08 Nguyễn Tuấn. Con này rất là dày này. Quả này rất dày luôn ạ. Cực kỳ dày luôn này. Em này size 28 eo 76 nhá. Size 28 eo 76 ạ. Quần gió nhá. Mã 123. Mã 123 cho em ạ. Tiếp tục em quần suông này. Em này size 34-35 này. 95-35. Size 34-35 nhá nhá. Quần suông ạ. Nên nhé mã 110. Mã 110 nhé bạn. 110. Tiếp tục. Em này quần nữ đây. Quần nữ size là size 27 nhá. Quần nữ size 27. Size 27 ạ. Nên nhé mã 29 này. Mã 29 nhé nhá. 138 Nguyễn Hồng. Đây quần nỉ đây, nên cho mọi người quần nỉ nữa này. Quần nỉ có cả lỉ hộp luôn nhá. Em này size 28 ạ. Size 28 eo 76. Size 28 eo 76 mã 97. Mã 97 cho em ạ. Lên bộ thể thao Adidas. Size 33. Tiếp tục do cơ Ngọc Nguyễn Vũ. Em này size 31 eo 82. Size 31 eo 82 nhá. Có con quần sọc cát vôn không chú? Có, em có. Lên cho em mã 18 ạ. Mã 18 nhá. Chờ em nát em lên rồi. 101 Nguyễn Ba. Tiếp tục con này Nike này. 133 Nike size 32. Nike size 32. Nên mã 121 ạ. Mã 121. 110 chứ. 110 chốt chưa? 110 Trần Xuân Tuân. Em này size 31-32. Size 31-32 này.
size 31 32 ạ. Nên mã 92 cho nha, mã 92. Em này quần này ấm gọi là đỉnh của đỉnh luôn này. Quần này là quần nó là dạng quần nhung tâm. Nhung tâm cho em nhá. Đây bó gấu rất ấm nha em ạ. Rất dày và ấm. Size 32 33. Size 32 33 nên mã 145. 18 Tạ Châu Tuấn. Mã 145. Tiếp tục. Quần này ống rất rộng. Ống cho bác nào thích mặc rộng nhá. Bác nào thích mặc dạng suông rộng này. Con này size 34 35 cho bác nào chiều cao tầm 1m65 66. 62 kg, 62 kg cao 1m62. Nguyễn Huy. Mặc size mấy? Mặc size M em, 30. Tầm size 30 đấy. Cái này mã 118 này. Tiếp tục, con này cái này size 32 33 này. Size 32 33 cho em nhá. Quần anh mặc bán không á? Con này mã 131, 131. 145 Tùng Phạm. Quần này á? Quần này thôi để hôm khác em lên trong buổi quần quần bò nhé. Cái này size 32 33. Size 32 33 này. Nên mã 100, nên cho em mã 100 ạ. Một em quần gió này. Quần gió size 32. Quần gió size 32 nhá. Cao 1m7 á. Cái này nên mã 04 ạ. Cao chiều cao không thì không ra được size đâu anh ơi. Anh phải có cả cân nặng thì em mới lên được size. Có chiều cao cân nặng nên size. Anh hai đơn hàng một tuần chưa thấy đâu em nhé. Ok anh đưa nhiên hiệu. Em tiếp nhận thông tin rồi, em cho khách hàng họ sẽ ở nhá. Cái này size 30 31. Con này đắt 31 cho nhá. Adidas size 31 xuông. Adidas size 31 xuông nên cho em mã 111. Mã 111. Một em quần kẻ cho nhá. Em quần kẻ size cho là size 32. Size 32 ạ. Nên mã 149 nhá. Mã 149. Cao 1m7 nặng 63 kg. 63 kg gặp mặc size M anh ơi. 1m72 nặng 72 cân mặc XL anh. Mặc XL là 34 35 đấy. Tiếp tục. Đây. XL đây. Size 34 35 đây. Size 34 35 giỏ 2 lớp lên mã 13. Lên mã 13. Nguyễn Đâm nha, Nguyễn Đâm vừa không, con này vừa không. Con này chỉ size 30 thôi. Anh đang mặc rất là bó. Con này size 30 nếu chốt thì báo, vừa thì báo. Tiếp tục, con này size 30, cực kỳ đẹp luôn. Size 30 eo 80 ạ. Nên mã 63. Làm sao đây? Cái này mã 63 cho em ạ. Chốt cái nào dứt điểm cái đấy thì nó mới không bị nhầm. Chốt lại cứ in ra thì đến lúc là không biết được làm một lần đâu. Tiếp tục nha, con này eo cho em là eo 96-98. Eo 96-98. Dáng suông nha em ạ. Nên mã 30 này hết áo da rồi anh, áo da vẫn còn em. Đơn gửi 5 ngày sao chưa tới shop ơi. Nhắn tin sáng gửi không thấy trả lời. Check giúp nhé. Ok. Lượng trần. Tiếp tục này. Cái này quá đẹp. Cái này size 32. 121 Nguyễn Tâm. Size 32 ạ. 63 Nguyễn Hải. Size 32 nên mã 76. Mã 76 cho em nhá. Mã 76. Một con quần 30 Nguyễn Lâm. Một em quần E Jordan nhá. E Jordan đẹp này, con này size 28. Em này size 28. Em này size 28 nha em ạ. Size 28 nhá. Bác nào chốt con Jordan này 250. Mã 117 250. 250k mã 117. Tiếp tục này.
Em này size 31, size 31 L82. Size 31 L82 má 128. Má 128 nhá. Size 32 là size M đúng không? Không, size 32 là size L nhá. Khi nào có rep, có dép. Dép em chắc là chưa hẹn trước được khi nào có đâu. Em 70g cao 1m71. Không vừa em ơi, Nguyễn Lâm không vừa nhá. Nguyễn Lâm không vừa đâu. Biết ra soạn cái quần đấy đi. Soạn cái quần sọc đi, lại lên cho các bác quần sọc đã. Em này size 28. Size 28 L76 lên mã 20. Lên mã 20 nha này. Bác nào thích quả quần trắng này đẹp này. Con này cũng 28 ạ. Size 28 L76 nhá. L76. Hôm nay lên quần dọc cơ đấy. Lên mã 199 đấy. 119 ạ. Sao cái phần này đi trời nhá. 18 Huỳnh Tuấn. Ra cho anh xem là quần sọc. Ví dụ cái xàm đấy còn bao nhiêu cái báo. Sai gì, hiểu không? Lấy có gì không anh? Tức là đẩy lên đây cái nào phải biết là số lượng bao nhiêu để còn chốt cho mọi người. Em này Uli. Em này Uli Quilo này. Uli Quilo. 11 Thảo Phương. Uli Quilo xuống nhá, lên má 150. Em này mã 150 ạ. Tiếp tục. Con này Nai Linh này. Nai Linh size 32-33. Nai Linh. Quần Nai Linh size 32-33 nhá. Dọc cơ là quần gì anh? Anh thấy gọi dọc cơ em. Đối với anh thì anh thường anh gọi quần lỉ. Lỉ. Còn dọc cơ thì đấy là do cái kiểu phổ thông Tây nó hay gọi. Nhưng mà anh cứ gọi là quần lỉ cho nó dễ. Đấy. 149 Quang Văn. Em này lên má 20, Lai Linh nhá, Lai Linh má 20 này, size 33, 33. Cái quần sọc trước nhá, cái quần sọc trước. Uli không vào size sao chốt. Em này size 33, 34. Size 33, 34 chưa nhá, size 33, 34. Con này thì mắc ấm luôn. Lên má 51. 150 Hồ Thương. Em báo sai đấy mà sao lại không báo sai. Vẫn báo sai, báo cả eo luôn. Quần gió là 150. Hả? Gió là 150. Đồng giá hết. Size 31-32. Size 31-32 nhá. Nên má 83. 20 Phạm Hồi. Hôm trước soạn thế nào rồi thì hôm nay tôi thấy mà múc thôi, hiểu không? Mình soạn là mình phải nhớ, xong rồi đưa ra phát là nó đủ số lượng. Size 28-29. Con này mắc đẹp là size 28-29. Nên má 11 nhá, má 11 khi nào lên nào ra. À, Uli chưa vào size á. Ờ. Đâu rồi? Tốt chưa? Chết rồi. Hình như báo rồi, con hình 31, 32 sao? 32, 33 sao mà. Uli báo rồi chứ. Em này 29 ạ. Size 29 L78. Size 97-78, mã 98 nhá. Mã 98 nhá bạn. Dọc cơ mã 98. Tiếp tục này. Ở này, ở trong này lót đây. Lót này thì các bác mặc quá ấm rồi. Ở này trong lót bông luôn. 51 Tuấn Tú. Cái này dáng suông size 33. Dáng suông size 33 cho bác nào chiều cao tầm 1m65-66. Nên mã 24 nhá, mã 24 ạ. Chào anh Văn Minh. Quần Lai Linh phía sau có giá 280k. Tiếp tục một 98 Lê Lâm. Quần xuông là gió size 34-35 xuông. Size 34-35 ạ. Em này trong lót nỉ lên mã 146. Mã 146. Tiếp tục. Em này 31 ạ, size 31 L82. Size 31 L82. Lên mã 122. Quần đang mặc chút chưa sốt. Thế đi, đi sang kia. 24 Văn Quang. Văn kia đi rồi bắt giá đi. Sao không ấy luôn, em chạy sang một tí đi. Cháu có ghi giá mà.
Ôi giời, tạt sang tí xong đây về. Ba ấn cơ săn đón. Một hai Ngô Hoài Linh. Chịu. Ok. Có ghi về hả? Ghi hết chưa? Ghi. Hả? Đặc sắc. Hả? Con đặc sắc. Tiếp tục em nhá, quần gió xuông này. Được chưa em, lên mã đi. Lên cho anh đi. 146 Văn Tú. Em này size 3233 nhá, size 3233 gió xuông. Lên mã 106, mã 106 nhá. Đây. Vào cho mọi người cái quần nhá, cái quần sọc nhá. Em còn một cơ số quần sọc này. Cứ từ từ, anh bảo lên cái nào thì lên. Miễn là em nắm được đây rồi. Đây. Sọc gôn nha nhá, sọc gôn. Sọc gôn à, em này size S, size 2829. Size 2829 cho nhá, size 2829. Các bác chốt lên cho em mã 94. 195.000 mã 94. 106 biết tin này. 195.000 mã 94 cho nhá, mã 94. Đấy các bác chốt mã 94 cho em ạ. Mã 94. Thì quần lỉ này vẫn như thế anh ạ. Anh Đặng Lê Huy. 62kg quần Âu em mặc 31-32. Thì quần lỉ size bao nhiêu? Cứ đúng size 94 Đình Văn. Cứ đúng size mà chốt thôi. Em này size 34-35 nhá. Cũng sọc đắt gôn. Size 34-35, bác nào 34-35 nhá. Cái này lên trên mã là mã 1. Cái này mã 127. Mã 127 ạ, à, sọc. Quần đằng sau giá 280 ạ. Sọc 195.000 nhá, sọc 195. Có nào sọc size M vứt cho anh để anh mặc cho mọi người xem. Quần đang mặc size bao nhiêu, quần đang mặc size 30. Em đang mặc body size 30, 30, 31. Không, có con nào size M sọc ạ. Đây con mấy cái. Em mặc cho mọi người cái sọc để mọi người xem ấy nhá. Hỏi chốt xong rồi. Ô, sọc mà. Đang lên sọc, người nào cái sọc. Hỏi chốt không lại mất công. Chị Tư Văn Lam. Mình mặc sai nào thì mình chốt sai đấy. Có bán không chốt? Có bán không á? Bán không nhỉ? Bán. Rồi. Em này size 32 ạ. Size 32 eo 84. Lên má 141. Size 32 eo 84 má 141 cho em nha. Ok, lên quần lỉ đây. Vẫn đang lên bình thường này. 127 Phương Lửa. Em này là quần nhung. Quần nhung nhá. Quần nhung size 30 eo 80. Size 30 eo 80 lên má 104. Đấy, báo cả size, báo cả em đấy ạ. Tiếp theo em quần nỉ này nữa đây. Em này size 32, eo 86. À, eo 84, xin lỗi. Size 32, eo 84. Nên má 144 ạ. Má 144 nhá. Không có em. Bây giờ em phải bám vào cái bịch quần sóc. Nếu mà không có nữa thì thôi. 141 Mai Hương. Quần xám đây là cái gì đây? Size L quần xám là cái gì đây? Đấy. Em này size 3233 này. Size 3233. Lên sao đi chú. Size 3233 lên má 03 chứ nhá. Quần nỉ má 03. Lên sao đi chú, là lên sao gì? Là sao? Sao là sao? Sao rồi hay là sao gì? Lên size đi chú. Cái đấy là cái gì? 104 Hương Bích. Đây, mặc cho mọi người một cái quần sọc để mọi người biết xem dáng nhá. Đây. Em là size quần sọc này.
Em thì em mặc size size M cơ, con này size L hơi rộng với em một tí. Đấy, quần sọc đây. Sọc gôn nhá. Đấy. Một bốn Phương Thảo. Con này co giãn nhẹ cho em nhá. Co giãn nhẹ. Như cái mã vừa nãy là cái mã sọc đấy đó, sọc 28 đó. Sọc 28 là size bao nhiêu? 28 ạ. Con này em này đen size 28 nhá, cái này size M hết. Không bao Hồng Nhung. Em này size 28 nhá. Đấy, nó cũng dáng như con này thôi. Dáng như con này nhá, size 28. Các bác size 28 29 đấy. Các bác nào lên lên trên mã 12 nhá. Mã 12. Còn cái con mà XL này này, XL này là size 34 35. Con này size 34 35 nhá. 195.000. 195.000 lên cho em mã 70. Con quần lẻ có mỗi màu anh ạ. Em quần jean đấy em bán luôn bằng quần nỉ này nhá. Size 30 đấy bác nào chốt size 30 31. Con đấy là size 30 31, bác nào chốt thì chốt quần jean nhá. 12 tuần Nguyên Đăng. Đấy. Cái mẫu đấy có size L đây, còn size M thì em hết rồi. Bác nào size L thì chốt này. Size 28 khoảng bao nhiêu kg? Kg không nói lên size được ạ. Đây. Size L còn mỗi 2 3 cái thôi nhá. Các bác chốt size L này lên cho em mã 108 này. Size L mã 108. Cho anh Nguyễn Bá Tố. Size L mã 108 đây. 195k. Tiếp theo. Em này size 30 eo 80 nỉ, size 30 eo 80 cho nhá. Lỉ size 30 eo 80 nên mã 132. Con này mã 132 cho bạn, 132. Tiếp tục quần gió này, con này gió một lớp. Con này size 34 35 cho em này, gió size 34 35 có bo gấu nhá. Bo gấu lên mã 140. Mã 140 cho bạn. Tiếp tục nỉ size 34 35 này. Quần jean ống bao nhiêu? Em không biết ống bao nhiêu đâu, nói chung là nó chỉ là ống côn thôi nhá. 12 tuần Nguyễn Đăng ạ. Con quần jean là ống côn. Nó toàn nó lại ống côn là chân em nó bé bé xíu xíu này là nó bó rồi nhá. Bác nào mà mặc ống suông thì miễn chốt luôn. Còn bác nào thích mặc ống côn thì chốt thôi. Con đấy là chân em nó không to đâu nhưng mà nó bó hết rồi nhá. Vậy này gọi là siêu côn đấy. Con này đây mã 144 này. Mã 144 nhá. Hả? À? Sao lại không in được? Đâu xe mở đó. Thế thì đây lên luôn. Em còn cái này size M đây. Size M 30 31 nha, size M 30 31 báo giá rồi nhá. Lên mã 147. Mã 147 các bạn, mã 147. Làm sao? Tự dưng nó không nhìn được hay thế nào? Nó đã nhìn nhưng mà nó không ra kiểu. Tắt máy đi thế nào, tắt máy khởi động lại. Okay. Đây còn con sám này, con sám này size M. Sám size M size 30 31 nha. Ở lên mã 148, mã 148. Anh gì anh chọn là anh chốt Facebook anh Facebook gì đây? Anh Chiến Phạm Văn. Anh Chiến Phạm Văn anh chốt quần đâu đằng sau này, chốt quần đâu size cái màu xanh ở đây đâu nhỉ? 108 Ngô Thế Quyết. Quần jean cậu bay này. Ờ. Với mắt mai có khi là phải sang để phân loại quần jean đi để chuẩn bị tới sắp tới lên. Mọi người hỏi quần jean cũng nhiều mà trả lên được. Đây này, đấy nó có màu này nữa nhá. Màu xanh than và màu đen cả nhà nhá. Tiếp tục này. Cái này 31-32. Size 31-32 suông. Lên mã 120 ạ, mã 120.
thử in mấy kia đi xem được không? Được rồi. Được rồi, chị đưa mày ra đây đọc comment nào. Cái quần sọc có size M không? Quần sọc có hai cái size M vừa xuống đấy. Đây à? Ừ, có hai cái, một cái sạm không? Một cái sạm ở đấy, ở đùi đấy. Thế thì đi. Không có, thì tôi tính. Xem hai mã này, mã gì? 70 với cái gì đó? Quần jean 70 với 1.8. Đấy 147, 148, 120. Thế anh tôi tỉnh không được ạ? Đây này, quần gió đấy, quần gió suông. Quần gió suông nha. Con này size 3233. Quần gió suông size 3233. Cảm ơn, ok anh 120 Lê Hoàng. Anh Chế Phạm Văn nha, con này má 107. Má 107 ạ. Anh cứ gửi vào trong Messenger mà nhân viên họ sẽ xem và nên đơn cho mình. E này size 29, L78. Size 29, L78 17 đô luôn. Má 142. Tiếp tục size 31, 32. Size 31, 32 quần gió. Tối có lên giày không em? Em này lên má 99 nhá. Giày em đang lên một cái vết nữa cả nhà nhá. Em đang lên một cái vết nữa nhá. 140 công minh. 107 chứa Trung Quốc. Đây cho mọi người xem nhá. Em Phúc có phát trên một cái page nữa, có nhân viên lên đây nhá cả nhà nhá. Cái này là page Phúc Si Tuyển 2 này. Mọi người nhìn chữ Phúc Si Tuyển 2 cho em nhá. Đấy. 142 công minh. Đây là cái page mà em đang phát giày. Thì cái page này sẽ phát song song nhá. Hiện tại thì đang phát mình buổi tối. Đang lên giày đồng giá bên này này. Đây này, đấy. Cho bà chị bà lên cho. Tại vì những buổi live stream quần này thì sẽ không, thông thường trước đây em không phục vụ được giày. Thế nhưng mà bây giờ thì bắt buộc là em lại phải tách ra để phục vụ. Nếu như các bác không có nhu cầu quần áo thì có thể sang cái page này. Sang cái page này để mọi người chọn giày nhá. Đấy. Phúc Si Tuyển 2 này. Bây giờ mọi người đây mọi người có thể là thoát, ví dụ như là ao live stream này ra, mọi người xuống dưới. Mọi người vào cái page chính, ở page chính của em đang ở page chính đúng không? Đang ở page chính đây. Cái page chính mà em đang live stream đây. Đấy. Đây là cái live em đang live đây. Không phải Trung Quốc. Mọi người. Em nhìn thấy là giống Trung Quốc. Mọi người ao ra. Đấy, mọi người ao ra thì bên dưới cái link bên dưới đây. Tức là link này là link được chia sẻ từ cái page Phúc Si Tuyển 2 sang cái bên page Phúc Si Tuyển đây. Thì mọi người kích vào đây mọi người xem được luôn nhá. 99 Ngọc Mai. Thì mọi người có thể săn giày cho em nhá. Còn bác nào săn quần áo ở lại đây với em? Bác nào săn quần áo ở lại đây? Đấy, ok chưa? Bao giờ lên áo anh? Áo gì em? Hàn Quốc, chữ Hàn Quốc đúng rồi, chữ này chữ Hàn Quốc mà. Tiếp tục. Đưa áo, đưa quần. Không cần đúng quần. Em này size 31. Size 31 L82, con này quần nhung nha nhá. Đẹp lắm. Size 31 L82. Lên má 15 nha này, má 15. Con này mới tinh luôn. Con này size 33-34 này. Size 33-34 bao gấu cho nhá, bao gấu cái quần dài quần ngắn. Cho ngắn. Em này lên má 143, má 143 cho em ạ, má 143. 15 Nguyễn Đức Trưởng. Em bỏ hết cái này rồi. Tiếp tục. Con này size 33 L86. Size 33 L86 nhá. Rất ấm luôn, quần này ấm lắm. Nên má 02. Con này má 02 nhá. Đây quần sọc em còn size này này.
Con này XL vừa lên rồi mà. Sọc nát gôn XL này bác nào size 34-35 nhá. Size 34-35. Size 34-35 lên má 109 này. Đâu con nào size M, có con nào size M không? Còn XL thì thôi. Đấy, XL thôi. Còn nếu size M thì đưa đây. Size M, size L thì đưa. Không ai Lê Hoàng. Đây đây size 31. Size 31 L82. Quần đắt. Nên nha, má 103 nha. Còn đây má 103. Ok, okay anh hy vọng. Facebook hy vọng mai bảo lại nhá. Mai shop xem đơn rồi báo lại mình. Đây đây size 28 L76. Size 28 L76. Nên má 130 ạ. Má 130 xem nhá. Rất đẹp luôn. Em thử cho mọi người con nhá. Đây bác nào chốt cái size M, à quên size L của em Phúc đang mặc thì lên này. Quần này là 195.000 nhá. Nên mã 27 nhá. Con màu xám đây này, màu xám là mã 109 Văn Lộc. Mã 27 nhá bạn. Con này nó nhung mặc vào dễ mặc. Sợ mặc vào tí nữa này toát mồ hôi. Đây. Quần đây. Đấy. Con này ống hơi xuông xuông. Đấy, ống thoải mái. Em này là size, con này size 31. Chuẩn size em luôn. Size 31 L82. Ấm thế. Nên má 63, con này má 63 cho nhá. Má 63. Đấy, má 63, đẹp chưa? Mặc rất thoải mái luôn. 103 Huyền Trang. Trong nó nhung như đây là mọi người có thể đi tắm gái xỏ quần vào thoải mái luôn. Chào anh Hiếu Trung. Tiếp tục. Ủa ôi. Quần to quá. Con này L100. Con này L cho bác nào L100 nhá nhá, L100. Mã. Em này L100 lên cho em mã 99 nhá. Mã 99 L100 mã 99. Đây mã 63 đúng không? Đấy. Quần cậu bác đây. Rất là đẹp luôn ạ. 130 Trúc Đào. Em này size 29 L78. Nên mã 107. 63 đấy ạ. Mã 107. Còn con này size L này. Size L là 32-33. Duy nhất có một cái, bác nào chốt nốt này. Em này đắt gold size L nhá. Size L mã 117. 63 Trần Đăng. Con này 117. Ui ôi, mặc vào nóng lắm. Bấy cái cửa ra anh, xuống cái chốt nữa. Mặc vào nóng lắm, không chịu được. Tiếp tục, em này quần nỉ. Quần nỉ size 37-38. Quần nỉ size 37-38. Má 147. Má 147 nha nhá. Nóng lắm, không mặc được. Các bác nào mà chốt con này về hôm nào rét thì sướng. 107 Chu Mạnh Nghĩa. Hai quần treo chất liệu gì á? Nó là dạng tương tả ra nhỉ. Nó cũng không phải là gió mà cũng không phải vải bình thường đâu ạ. Nó là dạng vải co giãn mà nó rất là vải co giãn. Thứ hai là nó tự động phẳng cả nhà nhá. Đây này. Kể cả con đắt gold này cũng vậy. Tức là cái loại này không cần nà, có dán và nó tự phẳng nhá. Mọi người mua về mọi người không cần nà đâu. Không cần nà đâu, cứ thế mặc. Có nghĩa là kể cả gấp trong tủ bóng nhưng mà mình ra ngoài mình mặc một lúc nà nó sẽ phẳng. Đấy. Form quần đây. Form quần con này là form quần ống côn em nhá. Ống này gọi là ống bo. Ống bo côn, đấy. Cái này size M này, size M bác nào chốt cho em lên cho em mã 29 nhá. Quần này 208 nhá, mã 29 208. Đây cũng 208 cho em ạ. Đây là dòng Nai Linh và dòng này là dòng đát, tùy các bác chốt mã đằng nào cũng được. Em thấy thì đằng nào nó cũng đẹp. Đấy. Anh cao 1m74 cân nặng cũng xít soát 70 cân rồi. Cái này size 28 lên cho em mã 76 nhá. À xin lỗi, size 28 L76. Nên má 127. Em này má 127 cho em ạ.
một em quần gió này, con này quá đẹp luôn, em gió này rất rất đẹp, gió này đúng size em 31, bát nào 30, 31 em gió 99 thanh tân, size 30, 31 lên cho em 398, 117 Việt Nguyễn, em này size 32, size 32 eo 84 ạ, size 32 eo 84 nhá, size 32 eo 84 nên má 114 ạ, má 114. Tiếp tục 147 Thanh Tuấn, 98 Trần Hùng Cường, em này size 29 eo 78, 29 eo 78 nên má 15. Hết rồi, còn có 29 này nữa, 29 này, chút chút luôn. Không, okay. Quần này các bác mặc ở nhà rất đẹp luôn, quần trắng này, trắng tinh luôn, đẹp nữa. Con này là suông, size 32 ạ, size 32 eo 84 mới tinh ạ, size 32 eo 84. 127 Hồng Văn, em này má 140, má 140. Tiếp tục quần em quần nhung size 34 35, size 34 35 cho em nhá, 34 35. Con này đã. Thế này lên má 150 cho bạn, má 150 cho nhá, má 150. 15 Duyên Trần. Trời. Một con hàng hiệu đỉnh luôn cả nhà nhá. Con này là Prospect. Prospect cho em nhá. Em này size 29 30. Size 29 30 ạ. 140 Chiến Chiến Phạm Văn. Nên mã 24 quần đang mặc size gì? À size. Quần đang mặc size M cho nhá. Size M là 30 31, bác nào 30 31 là chốt thôi. Con này 30 31 nên mã 29 cho nhá. Mã 29 ạ. Một em quần gió suông này. Em này size 31 cho em ạ. Gió suông size 31 cho em nhá. Gió suông 31. Nên cho em má 122 ạ. Má 122. 150 eo bao nhiêu? 150 là con nào? 24 Nguyễn Mạnh. Trời. 150 nào? Con ý á. Con ý size 29 30 nó rơi vào khoảng eo 78 đấy. Eo 78 80 đấy. Eo 78 80. Em quần đát này. Em quần đát này size 29 30. Đát bò 29 30. Có bao nhiêu đây là anh thân like cho em ạ. À. Đát này size 29 30 cho nhá. Bác nào chốt 250 mã 02. 250 mã 02. Tiếp tục con này của Champion này. Champion size 32 eo 84 Champion. Champion size 32 eo 84 nên mã. Có đây hai Thanh Tuấn. Mã 94 ạ. Không ai Tuấn Nguyễn Đăng. Em này size 28 eo 76 này. Size 28 eo 76. Nên mã 12 ạ. Đắt là bao nhiêu? 25. Tiếp theo ạ. Em này size 32 eo 84. Đẹp quá này, đẹp. Nó lên mã 150. Mã 150. Tiếp tục size 29 eo 78 nhá. Có loại quần này mọi người về mặc về cực kỳ ấm luôn, rất là ấm luôn. Nên má 132 ạ, má 132. Tiếp tục 94 Nguyễn Vi. Em này rất dày luôn ạ. Cái này size 29 30. 150 Nghĩa Huỳnh. Size 29 30 rất dày luôn ạ. Nên má 51 ạ, má 51 cho em nhá. Tuấn Trần, anh Tuấn Trần, anh cứ vào kênh này thôi. Tại vì cũng không biết bao giờ nó lên đâu anh. 132 Phạm Tùng. Tiếp tục ạ, à, size 29 30 này. Size 29 30 nên má 145. Má 145 cho em ạ.
Em này size 28 L76. Size 28 L76. Nên cho em mã 11 cho em nhá, mã 11 ạ. Con này màu rất đẹp. Lan môn linh thủy. Con này cổ pia này. Cái này pia cho em nhá, cổ pia này. Cái này size 32 L84, con này cổ pia nhá. Bạn nào chốt được con này chúc mừng luôn. Lên mã 119, quá đẹp. Mã 119, ống côn vừa. Tiếp tục này. Em quần này mọi người có thể thay quần Âu được, mặc mùa đông. 145 Hoàng Sở. Cái này size 33 L86. 119 Hoàng Phúc. Size 33 L86 xuông. Nên mã 123. Chiều cân nặng không báo được size quần, à không báo được size quần đâu ạ. Cân nặng và chiều cao nó phải có cả chiều cao thì mới báo được. Em này size 28 L76. Size 28 L76 nhá. Nên mã 144 ạ, mã 144. Tiếp tục. Tiếp tục 28 ạ, size 28 L76 ạ. 123 Minh Nghĩa. Nên mã 121. Em này size 31 32 này, size 31 32 nhá. L82 84. Em này lên trên mã 143. Mã 143 cho nhá, mã 143. 144 Lan Vương. Tiếp theo này. Em này size 32 L84. Cục xịt tuyển 2 có phải của em không? Đúng rồi anh ơi. Em vừa quay cho mọi người xem đấy. Cái đấy là cái page em mới nhá, page mới em triển khai để những cái hôm em nay quần áo. 435 Lê Hoàng. Em nay quần áo như này thì mọi người vẫn có thể chốt giày được. Em này mã 109 á. Giá bao nhiêu á? Giá em ghi ở dưới á, giá 179k đấy. Hay 179 nhỉ? Hay 185 hay 179. Tầm tầm đấy, em không. 180. Tầm 180 đúng không? Đúng rồi, 180. Con này size 31 ạ, size 31 cho em nhá. Size 31 L82 này. Size 31 L82 nên mã 149. 149 Thùy Anh. Mã 149 cho em nhá. Tiếp tục. Em này size 30 L80. Size 30 L80 con này rất là trơn luôn. Nên mã 142, size 30 L80 mã 142. Tiếp tục này. Cũng size 30 L80 cho em ạ. Size 30 L80 nhá. 119 Giang Trần. Lên cho em mã 03, mã 03. 142 Nga Lê. Em này size 33, size 32 33. Size 32 33 L86 nên mã 04, L86 mã 04. Có này 29 đây. Bo gấu size 29 cho nhá. Bo gấu 29. Nó lên mã 97, mã 97. Một em quần gió 03 Phước Huỳnh. Quần gió suông. Quần gió suông trong nót nỉ cho em nhá. Em này cũng là một em hàng hiệu này. Trong nót nỉ cho em nhá. Gió suông trong nót nỉ. Em này size 31 L82. Size 04 Thùy Ngân Nguyễn. Nên mã 76 ạ, mã 76. Tiếp tục một em gió này. Em này size 29 L78 ạ. Gió size 29 L78 nhá. L96. Em này lên mã 104 ạ. L96 là size 38. 76 Nguyễn Y. L96 là size 38. Tiếp tục gió Uli này. Gió Uli ống côn. Con này hai lớp trong nót nỉ. Size 31 nhá. Size 30 31 ạ, trong nót nỉ của Uliquilo. Mặt gió thì mềm nhũn luôn.
Nên mã 131. 97 Văn Thảo. S này gió một lớp size 28 ạ. Size 28 E76. Lên mã 70. Một em quần nỉ size 34. 104 Lê Dũng. Quần nỉ size 34 ạ. Lên mã 103. Mã 103 đi ạ. Quần đan tố màu xanh không số có ạ. S này size 29 Mizuno. Size 29 30 Mizuno. Lên mã 133. Quần đắt còn màu xanh là quần nào? Quần này á? 111 Nguyễn Hồng Linh. Quần này đúng không? Quần này chắc vẫn còn đấy. Uli. Uli. Quần này eo to, bình thường. Ở trong nốt nỉ. Trong nốt nỉ cho em nhá. Eo này phải trên 100. Ui. Con này là 102, con này em 100. Gió em 100 nha nhá. Gió em 100. Nên mã 120 ạ. Mã 120. Chào anh Quang Trần. Tiếp tục này. Con này Uni tiếp này. Uni size 31 ạ. Uni Quilo size 31 L82. L82 lên trên mã 141 ạ. Mã 141 Uni nhá. 133 Cường Đạt. Có em quần đát. Quần đát size 32. Gió một lớp quần đát size 32. Con này nó hơi bị trước cái logo một chút xíu này. Trước logo một chút xíu nhá. Bác nào chốt em này 50.000. Mã 118 50k. Mã 118. 122 Minh Thảo. Con này to này, con này to cho bác nào đây. Bác nào vừa bảo L96 đây. Con này suông L96 rồi nhá. Size 38. Nên mã 106 ạ. 118 Nga Lê. Mã 106 L96. Tiếp tục gió một lớp này. 50.000. Gió một lớp là L94 rồi nhá. Gió này L94 size 37 nên mã 25. Size 37 mã 25 ạ. Moli 6 Hoàng Phúc. Cái này Uni tiếp này. Uni này size cho là size 28. Con này côn nhá. Con này nỉ côn. Con này size 28, 27, 28 ạ. Chào một tiếng từ vòng. Size 27, 28 nhá. Nên mã 63. Mã 63. 25 Lê Hoàng. Tiếp tục một con Uni nữa này. Uni Quilo này. Uni Quilo size 30 L80. Size 30 L80 nhá. Lên mã 101. 63 Jose Tèo. Người bằng anh thì mặc size bao nhiêu? Anh đang mặc là size quần 31. Áo của anh thì lúc anh mặc M, lúc anh mặc L nhá. Nếu mà hôm nào mình thích, mình thích trẻ trẻ thì mình mặc M. Còn mình thích mà mình già lua hơn tí thì mình mặc L. Đấy. Nhưng mà quần lúc nào cũng mặc size 31. Mặc size 32 vẫn được. Như cái quần này thì đang là size M. 101 Nguyễn Hy. Tại vì mình cũng kiểu hơi không có bụng mấy. Được cái là trời cho là bụng nó không to. Con này size 32 L84, size 32 L84. Nên mã 13 nhà anh có giày da lam không? Anh có giày da lam em size bao nhiêu? Anh đang nhìn thấy một đôi kia kìa. Còn lấy anh bán luôn. Còn lấy anh bán luôn cho.
Tiếp tục quần nỉ này. Cái này size 28 nhá, size 28. Cái này của nữ ra 27. Nữ rồi. Size 27 nhá, quần nữ. Nên má 138 quần nữ ạ. Đẹp quá, con này đẹp. Phải mắc đẹp luôn. Trời. Apple 13 Quang Quang Thủy. Cái này size 30, eo 80, size 30. Nên má 110. Em không có má 40 ạ. Size 40 á, size 40 thì có nhưng mà nó lại ở trong trong kho mất rồi em. Hôm nào lên buổi có lên áo ra không số? Áo ra á, lát em lên cho nhá. 10 Bình Nguyễn. Em này size 30, eo 80. Nên má 146. 1 em Adidas. Con này size lớn đây. Adidas size 34-35. Đắt 34-35. Lên mã 83 cho nhá, mã 83. Size 34-35, mã 83. Con này size 29-30 này. Đẹp lắm con này đẹp. Size 29-30, làm gì em? Lên mã 128. 29-30, mã 128 cho nhá. 83 Văn Phúc. Tiếp tục 128 Trần Xuân Tuấn. Cái này size 30 đẹp. Size 30 eo 80 và cực kỳ chất luôn ạ. Má 111. Eo 90 mặc size 33 vừa không bạn? Không vừa đâu, eo 90 anh phải mặc size 35 nhá, 34-35. Lúc này em bảo 34-35 em chốt. Con này 29-30 ạ. Phải được in ra. Không in ra này nữa nhá. Size 29-30. Sao nó lại cứ in ra này? Hả? Mấy lần à? Lên má 92, size 29-30, má 92. Cầm bên cho nó. 1-1 Hiếu Vũ. Em này size 32, eo 84. Size 32, eo 84. Má 100. Má 100. Cái này mấy hôm nữa lạnh thì thật sự không có mà bán luôn. Nay còn ngấp nghế. Con này 34-35 này. Size 34-35 nhau nhá. 92 toàn hồ. Má 20. Má 20 nha bạn. Con này vừa size mình luôn. Chuẩn luôn. Em này size 31, eo 82. Lên má 18 cho nhá, má 18 á, size 31, eo 82, má 18. Phải chuẩn nút luôn. Em này size 29, eo 78 á, 29 eo 78 đẹp. Lên má 95. Tiếp tục này. Con này size 31, 32. Size 32 nhá, size 32. Bảo nó set lại IP đi. Set rồi, con hồng in. Lên mã 30 cho nhá, lên mã 30. 95 Thương Tay. Size 32, mã 30. Size 31, eo 82. Size 31, eo 82, rất đẹp. Nên mã 08 ạ, mã 08, size 31, eo 82, mã 08. Này ấm này. Tiếp tục size 29. 100 Duy Vũ. Size 28, 29 ạ. Mã này. Size 28, 29 lên trên mã 110 ạ, mã 110. Tao chúc con này, chúc mừng luôn này. Con này của hàng X-Tep này. X-Tep nhá. 08 Hoàng Anh Tuấn. X-Tep running đẹp lắm. Con này vào form đẹp lắm. Con này size 31. Size 31 đúng size em. Con vào form cực kỳ đẹp luôn. Nên má 149. Cái này má 149 nhá. Má 149.
Con này size 30 ạ. Size 30 eo 80. Size 30 eo 80 má 11. Mùa không thương tay. Tiếp tục size 28 eo 74. Size 28 eo 74. Má 150. Mùa 49 Bảo Khánh. Trời ơi, con này chất sức trước đẹp. Rất đẹp luôn nhá. Sức sức rất là đẹp luôn. Em này size 32 eo 84. Size 32 eo 84. 18 Lan Duy. Mã 100. Con này là con gió Quaiden này. Con này ngang với dòng Nai Linh. Em này size 32 dáng suông. Size 32 eo 84. Gió lên mã 118. 11 công thức. 100 Ngô Hoài Linh. Bà chốt chốt con quần nhung này đẹp lắm. Nó đẹp từ cái dây luôn. Làm như mạ vàng. Bên trong là lót bên trong lót lì. Là quần nhung. Rất đẹp luôn ạ. Con này size 30 nhá, size 30. Nhung đẹp size 30, đẹp từ cái logo đến cái 18 chữ Hàn Quốc. Size 30 nên má 104 đó. 30 má 104. Đây nỉ dòng nỉ dày này. Nỉ dày này size 30 ạ, size 29 30 xem nhá. 29 30 rất ấm ạ. Má 109. Đốt chề, con này đốt chề ấy. 104 Tuấn Đảo. Em này size 30 eo 80. Size 30 eo 80. Nên má 106 ạ. Một em Lai Linh này. Lai Linh size 29. Lai Linh size 29 eo 78. Nên má 138 ạ. Má 138. Mùa đinh tư Vân Huyền. Con này ở trong nốt nhung nhá. Mùa đinh sáu Duy Hải Phạm. Những con ở trong nốt nhung này, nhất là mùa đông mà các bác mà vừa tắm ra xong là sỏ chân rất là sướng. Nó rất là trơn nhá. 3 tiền. Đây là bình thường. Lót nhung này size 29 nhá. Size 29. Nên má 133. Size 29 má 133. Đây. Cái này thay luôn quần Âu luôn mùa hè à mùa đông luôn nhá. Các bác hoàn toàn dùng có thể dùng dây lịt được. Đấy. 138 Thuận Trương. Và đi giày tây bình thường nhá. Đi ấm thay cái quần Âu của mình, quần Âu nó sẽ không đủ ấm đâu. Con này size 31. Đây đi. Size 31. Size 31 eo 82. Quần rất đẹp. Mã 111. Một em quần hộp. Quần hộp này size 28. Quần hộp size 28 nên mã 95. Quần đẹp lắm. Quần đẹp mà. Nhiều bác chốt cái mã này rồi. Nhiều bác đã chốt cái giò cơ này của em rồi. Em này size 31 eo 82 ạ. 133 Lương Duyên. Nên mã 13 chứ nhá, mã 13. Quần rất là chi là đẹp. Phải dày dã man luôn. Cầm vào rất dày. Tiếp tục con này size 31. Size 31 eo 82. Mã 121 ạ. 11 Mai Ánh. Cho đây đây. Tiếp tục size 31 32. Size 31 32 ạ. Nên má 131 cho em ạ. Má 131 ạ. Má 131. 13 Tạ Châu Tuấn. Em này con gió của Uli này. Gió Uli Kilo. Gió Uli Kilo này size 31 nha. Gió suông size 31. Nên má 146. Má 146. 121 Bình Nguyễn. Cái quần cho các chị. Quần nữ nha. Quần nữ nhưng mà ống suông đấy. Quần nữ ống suông. Quần này cho chị nào eo 70 nhá. Eo 70 ạ.
quần eo 70, ưu tiên các chị quần gió này 50.000, trong lót mình mã 120 50k. Tiếp tục một em xuông này. Chào chị hai. Con này size 34. Xuông size 34 eo 88. Size 34 eo 88 mã 83. Size 31 màu lâu mã bao nhiêu? Mã chốt rồi anh. Một chào Nguyễn Thái. Mã chốt mất rồi. Tiếp tục quần gió này. Quần gió trong lót nỉ. Con này size 32 xuông bao gấu. Size 32 xuông bao gấu. Lên má 123 quần gió phía sau á. Quần này nó không phải là quần gió. Cái này là dòng quần Âu. Cái này là dòng quần Âu nhá. Của Lai Linh. Chất liệu trơn nhá. Cái này trơn co giãn nhẹ. Quần này là 280.000 một cái á. 280. 120 Minh Hằng Hồ. 280.000 một cái. Có hai màu xanh và màu hai màu xanh và màu đen. Bác nào chốt thì kèm size từ 28 đến 35 nhá. Bác nào chốt size nào thì lên cho em size đấy. Em này size 31 eo 82. Size 31 eo 82 mã 02 ạ. Con này size 30 eo 80 xuông. Size 30 eo 80 xuông. 83 Mai Tuấn. Nên mã 63. Cái quần giọt cơ với cả quần gió đấy em ghi giá rồi nhá. Quần đang mặc sao bạn? Quần này của em đang mặc thì con này vẫn có size đúng không? Con này có size từ 28 đến 35. Size 28 đến 35 các bác chốt con này 250 nhá. Mã 29. 250 mã 29 cho em ạ. Quay phía sau luôn á. Đây em quay phía sau luôn. Đó. Con này cho cái dây lưng vào nữa là ngon. Không ai Quang Tuyến. Chuẩn form luôn này. Con này là mã 29 các bác chốt 29 kèm cho em là kèm size nhá. 29 kèm size. Một em quần gió của hãng Asics. Quần gió của Asics quần thể thao cho nhá, quần thể thao giáo suông. Asics size 32. Size 32 eo 84 Asics. Mã 128 ạ, mã 128. 63 Mai Thảo. Em này size 28 eo 76 này. Size 28 eo 76 nên mã 70. Mã 70 cho bạn, mã 70. Chào chị Anh Trần. Có con gió đát này. Gió đát. Gió đát size 35. Gió đát 35 cho nhá. Cái này em gặp ở trong cái bịch cho nên là túi bóng ra nó sẽ gặp như vậy. Mọi người về mặt khá là phẳng luôn nhá. Gió đát size 35 nên 28 Cường Tuấn. Nên mã 25 ạ. 70 Giang A Pháo. Con này Giang A Pháo. Con này size 34. Size 34 eo 88 nên mã 92. Mã 92. Tiếp tục con đát nữa này. Em đát này size 30. Đát size 30 eo 80. Mã 144 nhá. Tiếp tục lỉ này. Lỉ size 30 eo 80. Size 30 eo 80 nên 25 Minh Thảo. Mã 20 ạ, mã 20. Em này gió ạ, em này gió trong lót nỉ, gió uli. Gió uli trong lót nỉ size 31 eo 82. Ok, người nữ tài. Size 31 eo 82 mã 04. Con này size 29-30 nhá. Size 29-30. Ống côn bo. Nên mã 12. 144 Duy Hải Phạm. Nên mã 12. Vừa đấy. Cái này như dùng của nữ ấy. Con này nữ rồi. Chị nào eo 68-70 nhá. Eo 68-70. 12-2. Quần gió eo 68-70 cho chị đi chơi. Ok Ngô Hào. Cái này mã 15 ưu tiên nữ 50.000. Mã 15. Một em K-Swift này. Quần gió A K-Swift. K-Swift xuống.
Con này size 33L86 K Swift, size 33L86 nhá. K Swift này. SE mã 97. 20 Minh Thùy. SE gió nữ này. Ok Lâm Trần. Gió nữ L68 đến 70 nhá. Con này gió nữ suông. Có lì con gà không? Có nên đấy ạ. Chị chặn lại chút em ạ. Nên mã 76 ạ. Em này size 28L76. Size 28L76. Nỉn lên mã 101. Mã 101 cho em. Thấy anh Bùi Quý ơi ạ. Màu này đẹp đẹp. Màu chất trời luôn. 97 Quang Phúc. Em này size 30 cho mã nào tập cao 1m68. Size 30L80. Nên mã 114 nhá. 114. Tiếp tục size 29-30 ạ. Size 29-30 nhá. Nên mã 141. 101 Lê Phúc. Mã 141 cho em nhá. Tiếp tục này. Em này size 30-80. Đẹp lắm con này, đẹp lắm con này. Size 30-80. Lên mã 119. Ok chị Lan Trần. Quần 280 ạ. À? Em này size cho là size 30L80. Con này ngắn này cho bác nào cao, bác nào chỉ cao tầm 1m65 rồi xuống thôi. Nên đây mã 99 nhá. 141 Huy Âu Vũ. Tiếp tục một em hàng hiệu này. Con này size 31. Gió cho ra size 31L82. Gió size 31L82. 19 Thiên Toàn. Size 31L82 gió một lớp. Nên mã 140. Một em quần nhung này. Quần nhung rất đẹp nha. Quần Lai Linh đúng ạ. Size 31L32. Size 31L32. Lên mã 127 ạ. Mã 127. Cái này nó cũng là cái dòng quần size tiêu chuẩn quốc tế luôn. Con này Convert này. Quần này Convert cho nhá. Convert bác nào size 35-36 xuống. Convert size 35-36 nên mã 94 ạ. Mã 94. Em này size 29-30. Size 29-30 nên mã 24 ạ. Mã 24 nhá. Nào rảnh. Rồi đây này, sun vòi lại. 127 Bình Nguyễn. Em này size 30-31 xuống. Nên mã 122 ạ. Tiếp tục. Con này đẹp quá, chữ đẹp. Size 28 thôi. Size 28L76. Lên mã 98. Ok Minh Nghĩa Đào Duy. Cao 1m55 mặc size bao nhiêu? Cao 155 thì không thể nào báo được size anh ơi. Bây giờ cao 1m55 mà anh 70 cân thì anh bao nhiêu cân thì phải biết được. Còn không có cân thì em chịu luôn. Bây giờ 1m55 người nặng 50 nó khác, nặng 55 cân nó khác, mà 70 cân nó khác. 24 Toàn Hồ. Em này size 30L80, con này đẹp lắm. Nên mã 142. Em này quần gió này. Con này quần gió siêu to. Quần gió này L100. Quần gió L100 nhầm nhá. Dáng suông. Mã 147. 94 Trí Toàn. Em này trong lót nỉ size 31. Size 31L82. Con này dạng quần hộp. 1m78, nặng 74. 1m78 nặng 74, size XL 34-35. 98 Lê Dũng. Cao 1m75 nặng 80 thì phải size 2XL thì phải ít nhất size 37. Em này mã 1, con này mã 117 nhá. Size 30 mã 117 cho bạn, mã 117.
Đấy. À, em có cái đắt gôn nhá. Mà là ai Quang Linh? Em có cái đắt gôn cũng hai màu như này. Cũng hai màu như này 280 một cái, có size 37. Có size 36. 142 Ân Tiến Long. Nếu như bác nào chốt bảo em nhá. Em lấy cho. Con này size 32 33. Size 32 33 lên má 107. Một con đắt siêu phẩm này. Có được anh Toàn Hồ ạ, anh cứ nhắn tin vào Messenger và dồn là cho anh thì được ạ. Con đắt này eo 100. Đắt eo 100 lên má 132. Đắt eo 100 má 132. Con này eo cho em là 94 96. Dáng suông 147 Việt Nguyễn. Eo 94 96 lên má 27 cho nha, con này má 27 ạ. Em có một quần nữ này. Quần nữ à, quần nữ eo cho em là eo 70. Con này eo 74. Quần nữ eo 74 cho nha. Trong nót lưới. 132 Lộc Linh. Con này má 130. Má 130 ạ. Cao 1m70, nặng 68 cân thì size bao nhiêu? Size 32. Em này size con này size tầm 26 27 thôi. Cho bác nào trên dưới 50 cân. Con này quần nữ thì đúng hơn. Chị nào mặc quần này vừa đây. Tầm eo 70 thôi. Con này eo 70 chuẩn này. Nên má 150, eo 70 má 150. 27 Phương Hằng. Em này size 29 30. Thế anh Nguyễn Văn Thành ạ. Size 29 30 cho nhá. Size 29 30 ạ. Đẹp. Cái này lên cho em má 63. Bác nào không biết size báo lên em báo chiều cao cân nặng em báo. 130 Vi Nguyễn. Con này size 31 eo 82. Size 31 eo 82. Có XL anh Nguyễn Hoài Lam nhá. Con này có XL đấy. Anh chốt thì chốt bảo em. Cái này má 143. À, đẹp lắm. 63 Giàng A Pháo. Size 31 má 143. Giàng A Pháo anh biết đúng ý. Quần này sướng à. Anh Giàng A Pháo là ở đâu? Ở ấy à? Ở gì? Hà Giang à? Trên đấy lạnh đúng không? Lạnh. Con này thay quần Âu luôn các bác này. 32 nhá. Size 31, 32 nó hơi hơi kẻ. Mọi người nhìn thấy kẻ không ạ? Đá chất kẻ. Mọi người thay quần Âu vào mùa đông cho em. Vẫn đi giày da bình thường. Vẫn đeo thắt lưng bình thường. Vẫn đóng thùng đẹp dai. Mà lại ấm nha. Mà lại ấm. Size 32. Quần cực kỳ tiêu chuẩn luôn. Cái này lên má 51 này. Size 32 má 51 nhá. 64kg, cao 1m67. Size gì? Size M. Size M là size tầm 31. Đấy. Cái 28 có màu gì anh ơi? Cũng có hai màu này đó. Hai màu giống này nhá. 1m7 nặng 73 cân. 51 Nguyễn Đức Trưởng. 1m7 nặng 73 cân thì phải chốt size 34 35 chứ. Thì đương nhiên 32 làm sao mà mặc được. Em này size 34 đấy, 1m7 nặng 73 đấy. Con này phải chốt ít nhất con này, size 34 35 này. Sao 34 35 lên má 03. Em này size 33 34 này. Đây đây, ví dụ như là size 33 34 này. Nên cho má 145 ạ, à, má 145. 1m7 mà nặng 75 cân á, phải size 36 37. Con này size 33 eo 86 này. Size 33 eo 86. Mấy con này thêu đẹp lắm. Size 33 eo 86 đều thêu đẹp này. Má này. Cái này lên cho em má 94 ạ. Má 94 cho nha. 03 Huyền Trang. Má 94. Cái này size lớn này. Em này size 38, 39 này. 45 Chữ Hàn Quốc. Eo 96, 98. Nên má 98. Con này như kiểu quần tập ấy. Quần huấn luyện viên này.
Con này size 28. Em này size 28 á, size 28 nhá. Bác nào chốt em này 50.000, mã 27. Con này hơi kén. 94 nghĩa hình. Một em quần gió của Pier size 35. Bên trong nót nỉ cho em nhá. Pier size 35 size L cho em này. Nên mã 63. Tiếp tục, một em quần đỏ 98 Văn Lộc. Em này size 35-36 35-36 cho em nhá. 35-36 mã 141. Có thể size 31. Size 31 eo 82 nên mã 144. 63 Trần Xuân Tuần. Em này cho chị nào vừa này. Chị nào eo 70 nhá. Chị nào eo 70 quần gió đây. Eo 70 ạ. Quần gió eo 70 chốt 100k mã 117. Một em quần 3 sọc. Có thể size 32. Quần 3 sọc size 32. À, lên mã 27 Việt Lương. 1m65 nặng 6667 cân thì size bao nhiêu? Size L. 117 Lê Hoàng. Size 32 cho em nhá. Em này size 30. Size 30 eo 80. Nên mã 51. Em này size 28 ạ. Size 28 eo 74. Size 28 eo 74 nhân tài bá. Nên mã 76 ạ, mã 76. Ngọc Phương nhỉ, Ngọc Phương. Em này size 3233. 3233. Lên mã 150. Chuẩn nhá Nguyễn Văn Tài. Chuẩn nhá. Chính là check thoải mái luôn ạ. Em này quần nhung này. Nhìn ở ngoài rất là đẹp luôn. Quần nhìn ở ngoài cảm giác như kiểu màu xanh xanh ấy. Đấy, quần nhung. Quần nhung size 34-35. Quần nhung 34-35. Nên mã 122. 150 Lê Hoàng. Chốt cái sọc 32. Ok, làm công taxi. Cao 1m7 nặng 70 cân. 1m7 mà nặng 70 cân thì bác phải chốt size 32 nhá. Chốt 32. Chốt 32-33 ấy. Em này size cho em là size 31 eo 82 cho bác nào tầm cao 1m66 trên dưới 1m66 nên mã 51 ạ. Làm nhiều thành ra nó cũng định sai gần như là 15 Lâm Việt. Gần như là chính xác tuyệt đối đấy. Em bảo sai chính xác tuyệt đối được bác luôn. Cái quần nữ này. Quần nữ cho chị nào eo 70. Quần nữ eo 70 nhá. Nót lưới á. Chốt 100k mã 130. Chốt 100k mã 130. Một em 3 sọc này. 2 sọc. Em này 3 sọc, 2 sọc, 2 sọc. Em này size 29. Size 29 nhá. 122 Vân Đường. Size 29 lên mã 12 ạ. Có bộ không 29. Em? Có ạ. Có bộ ạ. Có bộ, em có bộ. Con này 28 này, size 28. Size 28 eo 76. Nên mã 131 ạ. Mã 131. 51 Vân Đình. Tiếp tục size 32 eo 84. 12 Nguyễn Đức Trưởng. Size 32 eo 84. Lên mã 101. Mã 101. Có bác nào eo tầm 100 không? Eo mấy con eo 100 to lắm. Đang hỏi bác nào đấy eo 100 thì nên. Em quần gió này size 33. Size 33 34 eo quần gió nhá. 131 Lê Phúc. Nên mã 104 ạ, mã 104. Ok, Nguyễn Hải Nam. Gỡ ra, con đi gỡ ra. Gỡ ra là cho lên đây luôn. Ok. Con này Pila này. Em này Pila Xuông. Hạnh dày đấy. Pila Xuông size 32. Hạnh dày đấy.
Fila Xuân size 32 lên má 92 mới cho số điện thoại rồi mà. Nhưng mà từ 13 chỉ có chụp nào. Lên cho em má 92. Thử tí nữa gọi điện lại cho em. Con này Uni này. Uni size 30 em 80. Mọi người cần bộ gì ạ? Vân Hoàng. Size 30 em 80 má 127. Cả nhà cần bộ gió hay bộ lỉ ạ? Hả? Cái áo tôi lên rồi. Con này đẹp thế. Con này độc và lạ luôn. Em này size 29 này. Size 29. Lên má 18. Vào lấy cái bộ lỉ da cá với cả bộ gió. 92 Hoàng Lương. Lỉ da cá với cả bộ gió. Bộ lỉ. Cả quần luôn, cả áo luôn. Mang cả áo gió ra đây. Còn cái áo gió nào mang ra đây luôn. Em này size 28, eo 76. 127, Mỹ Đơn Ngọc. Lên má 107 ạ, à? Má 107. Em này size 32, eo 84. Size 32, eo 84. Lên trên má 99 nhá. Má 99, quần hộp. Rồi. Mượt chưa? Bắt đầu suốt được con này, cực kỳ mượt luôn. Lạ, con quần này rất lạ luôn ạ. 18 Lâm Hiển. Size 29 eo 78 ạ. Size 29 eo 78. Mịn. Má 133. Em này size 28 eo 76. 28 eo 76 có bo gấu nên má 95. 99 Đồng Quyết. Em này dày quá. 29 là con này rất dày luôn, như kiểu dạ ấy. Dày như dạ luôn. Size 29 lên má 20. 133 Cường Vũ. Em này em nhung nhau nhá. Quần nhung. Quần nhung rất là. Con này màu đen rất đẹp. Quần nhung size 28 eo 76. Em này lên cho em má 109. Cái bộ bộ gió. Bộ gió ba sọc này. Đấy đúng không? Đúng không? Đây. 20 Trần Trung Việt. Đây. Con này em mặc size L đây. Đây gió đây có mũ nhá. Áo gió đi anh, ok. Đây. Một linh chín Mai Hồ. Quần này nó cũng không phải là quần bo quá đâu cả nhà nhá. Nó không phải là quần bo quá đâu. Quần ở trong lót nỉ. Trong nó gọi là lót nỉ. Tức là mặt sau là mặt nỉ. Đây. Đẹp, con bộ này rất đẹp. Bộ này mới đây. Em mặc quần nhá. Em mặc quần lên cho mọi người xem nhá. Em bao nhiêu cân nhá? Sao ít 30 vậy? Ui dồi, 30 là nhiều nhất đấy. Đấy. Đây mặc quần cho mọi người xem. Mình mặc size L dạng này hơi tăng cân một tí. Nếu mà mặc thoải mái thì em vẫn thích. Đa số em thích mặc size M. Đây. Gió đấy. Cái này dành cho các bác nào thích mặc kiểu dạng suông nhá. Đây là quần của nó, ống nó cũng là ống thoải mái ấy. Nó không phải là ống body đâu. Ống suông nhá. Đấy. Ống suông. Đáng nghĩa ra là em thì em hay mặc size. Em hay mặc size M. Đấy, mặc này hơi dư một tí. Đấy. Hơi dư một tí ấy. Đấy. Cho mọi người xem một vòng luôn. Bộ gió đây. Đẹp, xuất sắc luôn.
Em cao bao nhiêu? Em cao 1m74. Eo 81, quần denim mặc bao nhiêu? Mặc size M Thành Lê nhá, mặc size M. Size M là size 30 31 đấy, size M nhá. 1m6 nặng 60 thì mặc size nào? 1m6 mà nặng 60 thì phải mặc lên size M rồi. Đấy. Mạnh ơi. Dạ. Bộ này bao nhiêu nhỉ? 950. Bộ này là bộ 950.000 nhá. Bình thường em Phúc bán là 950, mọi người chốt hôm nay là 900k nhá. Bộ giò 900k em bao chính hãng cho mọi người nhá. Cả nhà được kiểm tra hàng trước khi nhận. Tất cả mọi người về cứ mặc thử lên người, check choác thoải mái luôn cho em nhá. Bộ này là 950.000 nha bạn. 950 ạ. Chốt con này lên cho em mã 83 có size từ 55 đến, con này có size từ 55 đến 80 cân. Có size từ 55 đến 80 cân nhá. Đấy. Có size nhá, có size từ 55 đến 80 cân. Các bác nào chốt size nào thì lên cho em theo mã này. Con này mã 83. Mã 83 cho em ạ. 83 kèm cho em nè. Kèm size nhá, mã 83 kèm size. Đấy, mã 83 kèm size. Bác em lên cho mọi người một bộ lỉ nữa nhá. Bộ này chắc một số bác chốt cũng chốt rồi nhé. Không cần đọc đâu anh. Cái mã 83 này em sẽ không đọc tên đâu nhá. Bác nào chốt được thì mai nhân viên họ sẽ phân loại ra gửi mọi người qua mét luôn. Không cần đọc đâu. Bộ giò Phúc đang mặc size gì? Có size anh Nguyễn Hữu Thành nhá. Mình chốt size nào thì báo size đấy á. Đây. Chút gì đấy? Áo phông rồi. Đây. Bộ này nó thật sự là lên, mọi người lên chốt một bộ. Còn mà ít mặc. Còn mấy bộ nữa. Bộ này đúng size em luôn, đẹp. Bộ này đẹp miễn bàn luôn. Đó. Từ từ em kéo cái này ra tí ra xa xa mọi người xem nhá. Đây. Cả nhà xem đi ạ. Đó. Cho em hai cái like link size S. Những bác nào mà chốt cái mã 83 là em sẽ không đọc tên đâu. Nhưng mà mai có hàng nhá. Cọc hàng sao em không hiểu anh. Em chốt nhiều mà không được. Phan Tuấn. Thực ra phải chốt được sau đó thì mai mới cọc nhá. Ai bao gấu đây. Chốt được thì mai mới cọc. Chốt được là được đọc tên em ạ. Anh nên má là chốt má đây nhá. Các bác cứ comment cái mã 83 đi. Sau đó mai nhân viên họ sẽ phân loại cho mình nhá. Bên em sẽ không đọc và cứ in ra thôi. Ok chưa? Dương Châu kìa, lấy hai cái Lai Linh. Đây. Bộ này thì không phải suy nghĩ luôn. Mặt nỉ thì trơn nhá, mặt nỉ trơn chuẩn hãng Adidas cho em Phúc này. Mạnh ơi đâu nhỉ? Mạnh đâu nhỉ? Bộ này em không nhớ giá thật sự. Thằng kho nó hay quản lý giá. Là bộ này thường là Quỳnh Anh hay lấy về. 750. Bộ này là 750.000 cho nhá. Bộ này là 750, có size từ 55 đến 75 đúng không? Nhưng mà còn ít ạ. Cái này còn ít đấy à. Bộ này có size từ 55 đến 75kg cho em này. Nhưng mà còn ít. Các bác cứ comment lên cho em mai. Nếu như mà bác nào không còn thì thông cảm nhá. Còn đến đâu em chia đến đấy. Bác nào chốt trước em chia trước. Bác nào chốt sau chia sau nhá. Con này lên cho em má 132. Ok anh Hưng Nguyễn nha. Em này mã 132 kèm size từ 55 đến 75 cân. Mã 132 kèm size 55 đến 75 cân. Anh Đình Văn lên size số đây à? Còn mỗi nhóm đây thôi à? Mấy cái đây thôi à? Mấy cái? Size gì đấy? À, size M à? Size M còn 2 à? Hay, bạn này bạn Moi ở trong bạn này bạn moi trong kho ra được hai cái lát cốt này em lên cho mọi người này. Còn hai con lát cốt từ mùa hè này. Từ đầu mùa hè. Còn em lát cốt từ đầu mùa hè cho nhá. Con này size M 65 70 cân.
Lacoste 65-70 cân. Con này thì quá đẹp rồi. Bác nào chốt em này 350 rồi nhá. 350 có đúng 2 cái thôi. Có đúng 2 cái nên xem mã 25. Mã 25 2 cái ạ. Mọi người chốt đi, nếu như vừa chốt đi mặc nó đã luôn đi ạ. Sướng cuộc đời luôn. Sung sướng cuộc đời của con Lacoste này luôn ạ. Mã 25. Đưa vào bỏ quần đây. Bỏ quần đấy. Hai năm có hai con thôi ạ. Hai năm chị à anh ạ. Hai năm anh cần người thanh hết ạ. Đây có cái quần Lacoste này luôn này. Quần Lacoste này size từ size 30-31. Lacoste 30-31. Bác nào mà chốt áo rồi thì chốt quần Lacoste mặc đồng bộ luôn nhá. Cái này 150 nên má 138. 150 má 138. 150k má 138 nhé bạn. Được chưa ạ? Con 25 là con bộ lỉ đúng không? Hay là con kéo nó cốt. À con bộ lỉ chốt chưa? 138 có 2 cái. Quần. Rồi ok. 138-22. Đây bác nào chốt áo gió không thì đây. Em Phúc có mà áo gió không. Con này cũng là dòng ba sọc luôn. Áo gió này 80 cân có. Con này 75 à? 78 à? Em này em áo gió cũng chuẩn hãng luôn này. Từ 55 cân đến 78 cân quay đầu. 55 cân đến 78 cân quay đầu. Em áo gió này chốt 550 rồi nhá. Còn bộ lỉ da cá không? À bộ lỉ da cá em có cho em tím lên rồi. Em này chốt lên cho em mã 140. 550k mã 140 một áo nhá, không có quần nhá, không quần. Mã 140 ạ. 183 thì. 150. Em chỉ có mã 123 thôi anh Nam Nguyễn ơi. Cái này, cái này hết rồi. Cái này cũng hết rồi. Cái này hết rồi đúng không? Còn mỗi đấy rồi gì? Anh tưởng anh còn thấy con này trong đấy nhiều mà. Không, đấy là con khác. Cái gì? Quần chân giữa. Đây có bộ lì da cá này đẹp này. À. Con này còn sai không nhỉ? Vừa xong là sai bao nhiêu đây? Một đây bộ lì da cá đây. 55kg nhỉ? 2 chị. Đây có mặc quần không nhỉ? Để mặc quần nhá. Trả bộ này này. Con này là gì dòng bo cả nhà nhá. Cái bộ lì da cá đây là dòng bo đấy. Em mặc size L đây nhưng mà em thấy là nó cũng khá là khít. Con này từng bác là từ 65 cân mặc vừa này. 65kg mặc vừa cho bạn. 1L. Con này còn có mấy bộ thôi. Đấy, cái này 2XL, 3XL. Con này L là 65 cân. L này chỉ 65-68 cân thôi. 70 thì có vẻ em 70 đấy. Đẹp lắm à. Bộ này thì miễn bàn rồi. Hàng gọi là hàng, hàng đẳng cấp. Hàng đỉnh luôn đấy. Yeah. Em này 65-70 cân, con này còn size XL 3XL à? 80 cân. 1L, 2XL. Chắc chỉ từ tầm 80 cân quay đầu. Và 3XL. Em này có 80 cân quay đầu. 80 cân cây quay đầu, bộ này cũng 900. Bộ này cũng bình thường cũng 950.000. Hôm nay bán cho bác 900k nhá. 900k chốt cho em lên cho em mã 146. Mã 146 kẹp sai, em chia đến đâu, nếu mà hết thì các bác chốt sau thông cảm nhá. Anh cho em xem cái áo nỉ đằng sau anh. Đây, cái áo nỉ vừa chốt đấy.
áo nỉ má 132 vừa đấy chốt cải quần đâu rồi. Bộ này thử rồi đấy. Bộ vừa thử rồi. Bộ này có size từ 55 đến 75 cân. 750 bộ này. 750 bộ này. Đấy 750 bộ ấy. Còn cái áo đát này cũng thử rồi. Bộ đát này 900k có quần luôn, quần suông nhá. Quần suông. Đấy bác nào chốt bộ nào báo bộ ý. Chốt áo ra xong xem lại không thấy ai gọi. Ôi giời, thế thì ấy rồi, hôm nào chốt lại cho em thôi. Chứ bây giờ em không tìm thấy đâu. Đấy. Con này má 146 nhá. 13. 132 là con nào? Leo cái con quan đang cầm đấy. 13 nữ mặc được không? Được, nữ mặc size nhỏ nhá. Nữ mặc size nhỏ tại vì dòng body nữ mặc rất đẹp đẹp ấy. Body nếu thì nó mai em chia đến ai được thì người đó. Khi mà body thì nó sẽ khoe được. Em còn ít lắm anh ạ. Vòng nhá. Con này má 146 chốt cho em má 146 ạ. Nỉ da cá này miễn bàn thật sự mọi người ạ. Đây này. Hàng chuẩn hãng cho em Phúc nhá. Từ khóa khiếp. Mọi người nhìn kể cả cái nước sơn của nó xịn. Đấy, xịn nhá. Anh dạ. Lên công ty lên size số cho em đi ạ. À. Mọi người nhìn ra. Hàng chuẩn này. Nhìn ra. Đấy. 16 năm mã này luôn. Quá xịn lắm. Nó là hàng hãng mà. Mà mặc thì auto nhìn rất là sang. Đấy sang. Em rất là nhiều mã hàng cho nên là cái hàng này đa số các bác gọi điện trực tiếp hoặc là inbox Zalo cho em thì em lấy thôi. Những cái này là gọi là lấy về cho khách gọi là khách toàn khách ruột đấy. Hàng năm cứ đến mùa là vào hỏi là lấy thôi, kiếm cho anh bộ lọ bộ kia là em hay inbox kiểu đấy. Thì cho nên là em ít lên nhá, em ít lên những bộ này lắm. Nhưng mà các bác thì gần như các bác cũng ít lên live stream các bác chốt. Toàn cứ gọi điện hoặc là inbox Zalo là em không lấy được cho anh bộ đấy. Này. Bộ này 900.000 nhá, bộ này 900.000 ạ. Thực sự là với cái mức mà hàng si mà tầm 900 1 triệu như thế này ấy thì về mặt bằng chung là nó là cao đấy. Nhưng mà em thì em làm cái dòng phân khúc này dành cho những bác mà thích cái hàng VIP nhá. Cho nên là em có một lượng khách hàng rất là lớn. Con số nó phải lên đến hàng đến hàng mấy chục hàng mấy nghìn khách hàng là chuyên cứ đến mua là lấy những cái dòng mà VIP nhất, kể cả giày dép hay quần áo. Cho nên là em ít khi em like mấy cái này, bởi vì like thực ra là các bác mà đi chốt hàng si mà cứ thích mấy trăm, vài 300, 400 một bộ thì thật sự mọi người cũng lên cân nhắc nhá, tại vì là không có hàng nào rẻ mà nó xịn đâu. Đấy, mình phải nói với nhau là bằng thật như thế. Đây là những cái thứ mà các bác bảo là anh không quan trọng tiền, quan trọng là nó phải chuẩn và chất. Ok. Đấy. Cái bộ này là bình thường em bán 950.000. Mấy bác đấy chốt còn đây còn có 3-4 bộ thôi nhá. Còn có 3-4 bộ, hình như là 5 bộ gì đấy. Không còn nhiều nhá. Bác nào mai mà chốt không có thì thôi. Thông cảm cho em nhá. Bộ này là 900.000. Tại vì các bác kia chốt hết rồi. Đấy. 900k nhá. Con này là mã 146. Em sẽ lên cho mọi người một bộ nữa. Một bộ màu khác nữa nhá. Mọi người thì có thấy em lên cái này nhiều đâu thì ok, chị Minh Anh Ngọc nếu mai phân đổ thì em bác nào đã nhé. Bác nào đã mua hàng của em rồi thì gần như là các bác cứ vào chốt thôi, chả bao giờ phải nghĩ. Đấy, những cái dòng như thế này thì không phải nghĩ. Trên nhóm Zalo của em thì có mấy nhóm điện, mỗi một nhóm cả là có hơn chục nhóm, mỗi một nhóm cả ngàn khách đã quen rồi. Cho nên là thường em về những mã này em đẩy lên đấy là chủ yếu. Nên các bác là cứ chốt thôi. Bộ nỉ da cá có 55kg không? Có ạ. Đây cũng nỉ da cá nhưng mà màu khác của Nike. Đây, con này của Nike cho em nhé. Đây, con này thì dáng cũng giống con kia thôi và cũng là dòng nỉ da cá. Con này cũng vậy, mặc rất sướng luôn nhưng mà màu nó khác, màu nó khác chân bo ra nhá. Em này thì có 50 okay, 55 con này 50 55 cân đến bao nhiêu? 75
Con này chỉ đến 75 cân thôi nhá, 50 55 cân đến 75. Còn ít nữa. Lấy chai, lấy cho anh chai xịt dày nữa nhé. Ok anh. Quần tây Adidas 280 60 kg có. À, anh Hùng Nguyễn báo cho em chiều cao cân nặng em lấy cho anh đúng đúng size rồi nhá. Đấy. Lấy chiều cao cân nặng em lấy đúng size cho, báo lại cho em đi. Đấy. Ok, lấy anh Facebook Lăng Nghiệp nhá nhá, một bộ xịt rồi. Cho em một bộ lỉ 55 kg. Hải Trịnh, ok. Lấy bộ này đi. Bộ này cũng 950 nhá. 950 hôm nay cũng 900k. Bộ 900 mặc thích lắm. Đây. Mít ướt ngọc đây. Đây, ok nhá. Các bác nhìn đi. Các bác nhìn comment của Facebook Mít ướt ngọc đây này. Đã lấy rồi. Đấy. Em không nói xuông nhá. Đấy mọi người nhìn này. Đấy, khách hàng đã lấy rồi. Vào phản hồi. Vấn đề là các bác có thích hay không thôi. Đấy. Em Phúc thì làm cái dòng gọi là dành cho khách, nói là gọi là khách ruột, khách VIP đấy, là thích những cái bộ chất lượng thật sự nhá. Không chê vào đâu được. Bộ này có 50-55 cân đến 75 cân. Chốt cho em này. Hôm nay chốt rẻ được 50.000 lên cho em mà 24 nhá. Những cái bộ này nếu như hôm nào mà gió mùa đông bắc về, em nói thật luôn, cháy không còn cái gì luôn. Chẳng qua hôm nay vẫn chưa có nhu cầu mặc. Em này mã 24 cho nhá. 24 kèm size. 24 kèm size cho nhá. 24 kèm size từ 50 55 cân đến 75 cân. Ok chưa? Đấy. cho mình bộ gió đẹp đi bạn. Bộ gió vừa nãy em lên bộ gió này rồi. Đấy. Đấy, Phạm Nguyệt đây, chị Phạm Nguyệt, cảm ơn chị Phạm Nguyệt nhá. Đấy, bộ line này lấy cả hai màu đây, được chưa? Bộ line này lấy mình lấy hai màu luôn, đẹp không chê vào đâu được. Ok chưa? Đấy. Ống bó sát hay rộng, con này thì ống bó sát nhá. Ống bó sát luôn. Mã 24 nhá. Bộ nỉ da cá, mã 24. Mã 24 kèm size nha Phúc nhá. Bộ gió này em cũng lấy 900k thôi. Bộ gió này là quần suông. Quần của nó đâu em ơi? Bộ gió này thì có size từ 50-55 cân đến 80 cân. Màu đen hay xanh than á? Con này không phải xanh than, cũng không phải màu đen luôn. Nó nằm ở giữa hai cái màu đấy. Đấy. Nhìn không rõ xanh luôn mà cũng nhìn không rõ đen luôn. Được chưa? Size cho em ạ. Không rõ xanh, không rõ đen. Nhìn cảm giác như là xanh nhưng mà cũng không phải hoàn toàn xanh. Nó giữa giữa này đấy nhá. Quần đâu? Đẹp đấy anh Phúc, em lấy thật đó. 50 ok. Đẹp mà. Đấy. Đây cái quần của cái áo gió này đây. Bộ này 900 nhá, bộ này 900 dành cho các bác nào mà trung trung tuổi ấy. Hoặc anh em nào tầm tuổi như em là trên dưới như em là được. Đây, quần của nó là không quá bo nhá. Quần nó ống rất thoải mái luôn. Đây, ống rất thoải mái luôn ạ. Ống vô cùng thoải mái luôn. Chứ nó không bó chặt như thằng nỉ này đâu. Thoải mái nhá, ống thoải mái. Đấy. Ok dạ, mọi người cứ chốt đi. Cho mình bộ đó nhá, 70 cân. Xuân Thành phải chốt bộ gió này không nhỉ? Facebook Xuân Thành phải chốt bộ gió. Bộ Đa Kỳ á. Ok. Bác nào chốt thì chốt bộ gió nhá. Chốt bộ gió 900. Đấy, đây bây giờ em lên cho mọi người nẻ áo này. Con này mai chia đúng không? Mai chia này. Lên cho mọi người nẻ áo nhá. Bóc cái này nào, bóc con này. Anh Xuân Thành chốt cái bộ line đúng không anh? Cứ kéo ra. Đây. Em lên cho mọi người một cái áo gió này thì trong nốt lưới này. Áo gió này nhẹ nhá. Ok. Chốt cho mình nhá. Đấy, bộ này này. Đây này này. Bộ này nhá.
Em gió lai kỳ này siêu nhẹ nha em ạ. Gió lai kỳ siêu nhẹ rồi nhá. Đây, đẹp lắm. Gió này cũng thế đó. Gió này có size từ 55 đến 75. Đấy không? Con này cũng có size. Số size từ cho mình chưa, Hà Hạnh? 80. Hà Hạnh chốt chưa? Em in rồi ạ. Chốt rồi, chốt rồi. Con này có size từ 55 đến 80 cân. Em này có size từ 55 đến 80kg nhá. Em này 450.000. Hải Trịnh chốt chưa? Bộ này giá cá. Em in rồi anh ơi. Góc khuất áo đó, áo gió nai đó mang chất lắm. Ôi giời, đấy. Cảm ơn toàn người mặc rồi mà, toàn người lấy rồi đấy. Em này có 450.000 thôi. Sao hai bộ mình chốt không thấy đọc tên? Cái bộ lì bên em sẽ không đọc tên đâu, mọi người comment là có đơn nhá. Thì em còn ít ra em. Comment là có đơn xong, nhưng mà bác nào mà chốt sau ấy, nếu mai bên em không chụp ảnh cho có nghĩa là nó bị hết nhá. Nó không còn nhiều. Đấy, không còn nhiều. Kia Hải Trịnh 55 cân kìa. Hàng okay. Cũ như mới nhá. Anh cô gái Lam Lộ Cam Lộ nhá. Cái này em thật sự là phải, cái này người ta gọi là đi ăn trộm, thật sự đấy. Những cái dòng này những cái dòng này là đi phải đi ăn đi cửa sau nhá các bác nhá, mới có loại hàng này chứ không phải là buôn bán bình thường mới kiếm được đâu mọi người nhá. Những cái hàng này, kể cả những cái hàng này là phải đi, phải gọi là đi nó hơi tăm tối một tí thì mới có đấy. Cho nên là mọi người chỉ việc chốt thôi. Nike gần như nó là mới 98-99%. Em này chốt 450.000 lên mã 147 kẹp size. Mã 147 kẹp size nhá. Quần này áo không bán lẻ anh ơi. Mã 147 kẹp size. Quần em không bán lẻ đâu. Nếu như đã là bộ chuẩn là anh cu gái Cam Lộ nhá, chuẩn đấy ạ. Quần em không bán lẻ, nếu như đã lên bộ em không bán lẻ bất kỳ một cái gì đâu. Tức là con nào mà lẻ áo thì cái lẻ áo thôi, còn nếu đã lên bộ là em không bán lẻ nhá. 147 kẹp size cho em đi ạ. Áo nỉ phía sau còn sai nhá. Bác nào chốt con này là có bộ, có cả quần này. Bộ có cả quần đấy. Có nghĩa là bộ này là bộ cam nhá. Bộ cam 750. Đấy. Phúc ơi anh Nhật, hàng mà anh thấy dạo này nhân viên làm việc không chuyên nghiệp. Ôi dồi ôi, làm sao anh bị nhập nhọt gì anh? Bọn nó bị quá tải đấy anh. Nó nhiều khi không may có những lỗi, mà ví dụ như hôm trước đã gặp anh đã bị lỗi một lần rồi, thế nhưng mà lòng ngoằng hôm sau kiểu gì lại lỗi nhưng mà lại không gặp phải người khác, lại gặp đúng anh. Nhiều khi lỗi là chồng lỗi đấy. Em là những cái tình huống như thế là nhiều khi em cũng bị xử lý cũng khổ. Bây giờ chả biết làm nào được thì cũng đành phải xin lỗi các bác thôi. Bộ like đó là hàng gì vậy? Là hàng Nike, hàng chuẩn hãng cho em nhá. Một ai nào nhỉ? Đây là áo lai chứ. Cái vừa đấy là áo lai nhá, 450 á, mình áo thôi. Con này là mã bao nhiêu? 347 ạ. Đây, Nike còn một mã mẫu nữa này. Nike con nào gió này còn một bộ mẫu nữa. Con 147 kèm size. Đấy, bộ cam kìa, anh hoàn thành một chốt bộ cam kìa. Bộ anh đang mặc á. Không, là quần này thì nó không đi về áo nhá. Em đang lên riêng áo. Ok anh Nguyễn Hữu Thành nhá. Hàng đấn lung tung xử lý chậm. Tất cả những bác nào mà gặp vấn đề về hàng hóa, nếu như mà muốn tức là ấy thì làm ơn hộ em là gọi điện giúp em Phúc cả nhá. Nếu như chăm sóc khách hàng không xử lý được luôn, gọi điện cho em đi. Tại vì cái trường hợp như các bác ấy, như anh Lê Cần Việt Tiến hay là như anh Nguyễn Hữu Thành, cái số lượng nó rất là ít. Ví dụ một trong một ngày ấy, là vài trăm đơn, 400-500-700 đơn, thì nó chỉ có vài khách hàng như vậy thôi. Khoảng 4-5 khách hàng như vậy thôi. Thì những trường hợp như vậy nó mà có vấn đề, các bác cứ gọi, bắt máy gọi điện cho em nhé. Bà em ơi, mày vào xem xử lý cho anh cái đơn hàng của anh phát. Ok luôn, đâu ra đấy luôn, nét nẹt luôn ạ. Đó nên là khi chúng nó quá tải chúng nó sẽ phản ứng chậm.
nhưng mà khi em can thiệp nó sẽ phản ứng nhanh hơn. Ok dạ. Nhá. Tí nữa em sẽ kiểm tra của anh Lê Cần Việt Tiến xem vấn đề gì anh nhá. Anh phải cho em cái nguyên nhân ạ. Nhá. Mình chốt áo gió sau lưng có những cái những bác nào chốt nẻ thì phải trả lời cái tên Facebook đi để cho các bác đỡ comment hai lần nhá. Áo gió sau lưng là bộ anh ạ. À. Con áo gió này có bộ, đưa quần đây, quần của nó đó, quần nó đó. Em này có bộ cho nhá. Bộ này từ 55 đến 80 cân. Bộ này 55 đến 80 cân 900.000. Các bác nào chốt bộ gió Adidas cho em nhá. Em biết rồi anh ơi. Cái trường hợp như anh Lê Cần Việt Tiến thì hôm qua em cũng dính một trường hợp như vậy rồi. Và wow, Facebook anh Bì Nguyễn rồi. Bọn nó vội, nó không đọc tin nhắn mà nó lên đơn luôn. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thành ra là với cả lần đợt này em cũng tuyển nhân viên mới. Có một hai nhân viên mới cho nên là nó bị gặp trường hợp như vậy. Em cũng đang cũng phải khắc phục dần dần. Đấy. Đây nha, bộ này đây, bộ này 950.000. Nếu các bạn, nếu các cả nhà lên comment quần đang mặc không bán đẻ rồi thì em ý hết rồi ạ. Mọi người đừng lên lần hai nữa ạ. Bộ này 950.000 nha. Bộ này là các bác nào chốt bộ gió Adidas 950 kèm size. Quần không bán đẻ, áo không bán đẻ. Ví dụ em lên mà áo lẻ đây. Rồi ok. Em này cũng có size từ 55 đến 80 cân. Em này có size từ 55 đến 75 80 cân nha. Em này cũng 450.000 lên mã 106, 450 mã 106. Mã 106 cho nhá. Anh Lê Cần Việt Tiến gửi lại giúp em nhá, mọi chi phí em Phúc sẽ gửi cho anh. Em sẽ không tính bất kỳ có nghĩa là bên em sẽ chịu chi phí cho anh nhá. Mình cứ gửi lại đi, em gửi lại cho anh đủ size. Ok dạ. Thôi nói chung là cái sự chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không cứu vớt được. Nhân viên nó vậy, nó mới làm. Nó gặp như mấy đứa nhân viên mới nó bị sai lỗi suốt đấy. Em còn nó còn mất cả tiền cơ. Em còn mất cả tiền cơ chứ còn sai. 106 kèm sai cho em đi ạ. 106 kèm sai nhá. Quần nẻ lên vài mẫu đi bác. Ok, bác mình cho lên vài mẫu quần nẻ đó. Ok, sơn thành lên mấy lần. Anh cứ gửi lại cho em đi, xong em gửi cho. Vấn đề bây giờ nó bị như thế rồi thì em chẳng biết làm nào. Kể cả bây giờ anh có chửi em thì em cũng mình sai thì mình phải chịu thôi. Thật sự đấy. Đây em có quần này này. Áo ba lô 350 à. Em có quần Adidas. Có quần ba sọc Adidas. Bác nào chốt quần này nhá. Bác nào chốt quần này ngày hôm nay có size từ 55 đến 75 cân. Quần này có size từ 55 đến 75 cân ạ. Chốt con quần này lên cho em này. Con quần này là 185.000 bằng cái quần jogger luôn. Nói chung là gần bằng cái quần jogger luôn. Lên mã 30 kèm size. Mã 30 kèm size 185.000, mã 30 kèm size. Quần đang mặc không bán nè, anh chu đạp nhá, em không bán nè. Áo gió like 147 kìa. Những ai chốt nè là phải đọc tên Facebook. Anh Sa Minh lên cân làm đi ạ. À. Bộ nỉ là ai đó, chỉ có màu đó, đúng rồi có màu đó. Quần đang mặc bán lẻ hả anh? Không. Ok chưa? Cao 1m68 kìa. Cao 1m68 mặc gì, mặc cho em mức. In ra mai thì chị bây giờ này còn hỏi mặc mức gì nữa. Mọi lần vẫn thế, tự dưng lại bây giờ lại hỏi. Con này thì từ đầu rồi em đã giới thiệu rồi mọi người nhá, có size từ 28 đến 35. Em này có size từ 28 đến 35 ạ. À. Hai màu cho nhá, màu đen và màu xanh tham. Đấy, màu đen và màu xanh than cho em ạ.
Các bác chốt má nào comment cân nặng từ Hà Nội gửi về Quy Nhơn mà đã dặn kỹ rồi mà gửi như thế. Ờ, đấy nó còn gửi được đến tay anh đấy anh ạ. Em dạo này nó còn dính tình trạng là nhân viên là Vĩnh Phúc gửi về Cà Mau để nó đau khổ như vậy đấy. Nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận thôi. Bây giờ phải đào tạo thì nó vẫn phải có sai sót. Bây giờ anh em cắt nhá nhau thì nó cũng chả giải quyết được việc gì đâu anh. Quần đang mặc là bộ. Ra à đây. Quần đâu? Đưa con áo Nike của con. Mặc được thu rồi ạ. À. Áo Nike của đây đâu? Bộ gió đằng sau mét 63-68kg mặc được và thu coi nhá. Đây này, cái áo này liên quan đến cái quần này này. Quần Lai Linh. Có túi sau ạ. À. Quần Lai Linh có túi sau nhá. Quần Lai Linh có túi sau đồng hoàng, hai túi sau luôn. Hai túi sau nhá. Mọi người chốt quần Lai Linh. Đây, con này thì nó là cái này đó. Bộ của nó đây. Chốt quần đắt 208 màu đen. Ok, Facebook anh Bình An nhá. Kìa, in Bình An nhá kìa. Tập trung in vào. Mọi người đang chốt comment kìa mọi người. Ok, Bình An. Thu Boy có sai nhá. Có sai của Thu Boy, chỉ việc chốt thôi nhá. Quần này có màu sắc ngoài xanh không? Ngoài khác ngoài xanh không? Cái mã quần xanh là chốt chưa? Có màu em sẽ lấy sau nhá. Đây, cái bộ này bình thường bán 950. Hôm nay bán 900. Hôm nay bán 900 nhá nhá. Bộ này em không cần phải, em không review nhiều đâu. Auto nhá, auto đẹp. Bác nào đã chốt rồi thì không chốt lần nữa cho em để em lên tiếp mã cho bác chốt này. Con này mã 118 ạ. Ok, anh Đình Đức. Mã 118 kèm size từ 50-55 cân đến 75 cân ạ. 75 cân nhá. Mã 118. Đấy, phải tập trung vào. Giá thế nào hả? Em mới vào. Cái bộ này là 900. Bộ này 900 và bộ vừa lại anh vừa mặc sau số 900. Chốt bộ nào báo bộ đấy. Bộ này là bộ gió đát. Này, sạc này không được đâu, lấy sạc khác đi. Anh Việt Sới Việt lên sai đi ạ. Nguyễn Xuân Huân. Khi mà em đã nói là báo có sai thì các bác làm ơn đừng hỏi có sai 76 hay là 70 cân không nhá. Có sai từ 50 đến 75 hoặc 50 đến 80 cân thì đừng hỏi là có sai ý hay không. Hộ em bác. Lấy cái sạc khác ra. Bác. Cái sạc thì sẽ không được. Body thì thôi không chốt, chốt cái nào nhanh tay. 118 chính hãng ạ. Không được rồi. À được rồi. Mọi người đừng hỏi là có vừa hay không. Em đã lên bộ đó là có sai thì đừng hỏi vừa hay không nhá. Đấy, cứ chốt theo mã thôi. Ok, Việt Sói Việt. Được chưa? Vào lấy cho anh cái quần này đi. Vào lấy cho anh cái quần A Adidas 3 sọc ra đây để lên cho các bác màu quần khác. Viết vào lấy Adidas 3 sọc, mẫu nào cũng được. Đây chuẩn bị lên cho các bác bộ nữa. Còn quần mỉ Adidas 3 sọc. Lên quần áo 50kg đi bạn, có size thì 50 cân này anh. Quần nỉ ba sọc răng kín trời trong đấy mày không nhìn thấy à? Chỗ nào chả có quần nỉ ba sọc đấy. Quần này đằng sau bạn thế nào mà sẽ ok Thu Boy nhá. Ok chị Thu Boy. Đoàn Hùng chốt mã 118. Đây. Em trả cái này em lên cho mọi người một bộ nữa rồi. Đi cho bộ nào mà bộ đấy đi không mai lại không biết được làm lần. Con này nhảy sai à? Mày sai S sao to này. À, này, hay nhảy xa. Sao lại đi lấy xe S chứ không mặc thế? Hết rồi. Hết rồi à? Con này có mỗi con mỗi xe này á? Con mỗi xe S này.
Nếu mà mai còn em cân còn em bảo nhá. Đúng rồi. Đó. Em còn mã này này, mã này còn size nha. Con này còn size từ 6 trên dưới 60 cân thôi. Cái này size lớn hết rồi à Mạnh ơi. Mã này chốt ghê thế. Đây. Em này áo line lẻ lên trước mã bao nhiêu? Trời ơi. Đây lẻ đây. Chốt luôn cho anh Trần, anh Thắng cái con này nhá. Mai các bạn sẽ gọi điện lại tư vấn cho anh được chưa? Có áo gió Adidas nên con em ok, tí nữa chờ tí. Quần ba sọc. Không có quần ba sọc. Em có nhá, em có quần ba sọc. Đây. Bộ này cũng thế luôn. Bộ này size đó là size ngoại này. Cái này chỉ còn size từ 55 đến 65 cân thôi. Bộ này là 65kg đây. Bộ này các bác chốt cũng 900 nhá. Bác chốt 900 đây. Cũng bo luôn ạ. Bộ này bo luôn. Bộ này là body nhá. Nó là dòng body, nó không phải dòng suông đâu. Nỉ trơn sướng đó. Đó. Bộ này lên cho em mã 97. Ok two boy. Con này mã 97 chốt kèm size 55 đến 65 cân ạ, mã 97. Ôi, cho anh mặc mình áo nhá. Anh nó nào áo gió đó. Áo bộ gió đâu. Bộ gió ba sọc. Có cả áo. Vừa treo đấy này. Nó đi lấy đi đâu rồi? Ôi, sợ tự dưng bị treo giờ đấy. Đây. Thôi không cần, vứt đây, vứt đây, vứt đây. Cho nên các bạn hỏi nhiều lắm. Hỏi nhiều nó bị dối. Quần sọc, còn quần sọc. Đây cái áo của nó đây. Con này thì các bác vừa này ra chốt rồi. Đây này. Đấy, đó là bộ gió này nhá. Đấy, bộ gió này này. Quần đây. Được chưa? Ok, Đình Văn. Cái quần này đây. Đây, quần rẻ đen đây. Quần này có đủ size luôn. Cái này có nhiều. Đây, cái này đủ size luôn. Quần này đủ size em nhá. Em này chốt 250.000 cho em. Từ size 55 cân, 50-55 cân đến 75-78 cân. Lên mã 114. Bộ gió này là 950. Đây để em mặc quần vào. Thành ra mặc rửa ra. Bộ này chốt chưa? Chưa, vài đêm. 900. À bộ này 900 chứ. 950 báo 900. Bộ này em mặc hơi dư tí. Dòng này thì các bác nào bộ 14 Đình Văn. Các bác nào thì mặc bộ mặc xuống. Bộ kem size cho em ạ. Đây bộ này bình thường bán 950 nhá. Ống của nó là ống thoải mái luôn. Nhưng mà cũng không phải quá suông đâu. Cũng không phải bo. Nó là vừa vừa. Đây bộ gió này. Bộ gió này bác nào vừa nãy chốt rồi thì thôi đừng chốt nhá. Đừng chốt nữa, để em lên lại mã này cho các bác vào sau chốt. Có này mã 143 kèm size. Size từ 55 đến 80 cân được. Mã 143 kèm size. Túi trước có khóa em ơi. Túi trước có khóa. Còn cái nào lên không? Bộ nữ ra. Còn có chị nữ nào đây lên cho bộ nữ. Đây em vào bộ nữ cho mọi người. Mốt bộ này nữa thôi này.
chốt đi xong mai. Ok Hải Chê. Lên nữ đi em. 114 kẹp sai nhá. 114 kẹp sai. Đâu rồi, đưa bộ nữ đây. Đấy, bộ nữ đây. Đấy. Quần chưa, cái quần đỉ đấy, chốt chưa? Đúng rồi. Đâu bộ nữ đâu, đưa lên này, bộ nữ. Gió của mình chốt được không ạ? Phương Bắc gió của mình chốt được không? Comment là có nhá anh nhá. Anh cứ comment rồi là anh có. Bộ lử lỉ lữ LI MNB. Con này LI MNB có size SML đúng không? SML từ 50 cân đến 65 cân. Từ 50 cân đến 65 cân má 11 có túi không bác? 114 là con gì? Vừa quên vừa xong lại quên rồi. Cái này em là lam cho nên mặc nó sẽ không ra chất được đâu cả nhà nhá. Nhưng mà nữ mặc vào nó mới đẹp. Cái con quần này có hai túi trước anh ạ. 114 có hai túi trước. Hai túi hai bên này có khóa nhá. Nữ đây này. Nơi MLB có size từ 45 đến 65 cân. Có hàng ngày ạ. Con này có size từ 45 đến 65 cân, 500k một bộ à? Bộ này 500k nhá, của nữ. Lên má 70. Má 70 cho em ạ, má 70. Đây còn bộ này nữa đây. Bộ này nó giống như kiểu như là mặt của nó rất là giống cái dòng thun hạt cho em nhá. Bên trong rất là mịn. Bên trong mịn, mọi người mặc rất là sướng luôn. Chị Thủy Nguyễn cười gì chị Thủy Nguyễn? Kệ chị. Chị vui chị cười. Tự dưng mày lại hỏi. Em này có size bao nhiêu nhỉ? Từ 70 hả? Từ 60 đến tận 75. Em này có size từ 60. Em này có size từ 60 đến 78 cân nhá. Quay đầu. Có size từ 60 đến 78 kg. Cái này tầm tuổi các bác tầm U40 trên dưới 40 mặc chuẩn. Em này cũng 900 nên cho em má 13. Em này 900 nên má 13 cho em nhá. Má 13. 900 nên má 13. Chị Thu Boy anh đi giày lười bao nhiêu ạ? Giày lười bằng không có em ơi. Không có Thu Boy nhá, không có hết rồi, nó bán hết rồi. À, đây còn con gió này. Em còn con gió này nhá. Gió này kỳ chuẩn hàng luôn. 13 lên cần mình thế. Đây là dòng siêu nhẹ. Dòng siêu nhẹ nhá em nhá. Em này cũng có size từ 55 đến 80 cân. Em này có size từ 55 đến 80 cân, 450 lên cho em má 142, 450k má 142. Ơi, chị Trâm. Ok, Phương Bắc. Lấy chốc rộng thế, chuyển cho cậu rộng thế. Là con nhỏ nhỏ nhất đấy. Gió là rộng, rộng quá. Cũng phải biết đường, người ta size M mặc vào thì nó như là... Đây, gió đây. Còn con gió này kỳ trắng nhá. Lấy cái size nhỏ nhất đây cho anh xem là nó bao cân nhá. Đây thì trắng. Tắt đâu nhỉ? Vừa xong đây. Mình tắt đâu. Mã 142 82 kg mặc vừa không? Ok anh Việt Tiến nhá. Anh nhìn anh Việt Tiến ra kìa. Mã 13 77 cân. Thay nhỏ nhất đấy á. 82 cân không vừa đâu ạ. Đây nhá, còn cái mã Nike trắng này nhá, em lên cho mọi người này. Con này có size bao nhiêu? Em này có size từ 60 đến 85 cân. Quần dài Radgold cỡ 33 bụng 686, còn mẫu nào không em? Em chỉ có hai màu. Hai cái mẫu nó giống như cái Lightning này.
màu đen và màu xanh thôi anh ơi. Đây màu đen và màu xanh như này thôi. Đấy, đen xanh nào. Em ơi lấy cho anh cái màu đát ra đây. À, anh nha, Đoàn Hùng nha, em bao cho anh nhá. Bao thoải mái luôn, kiểm tra hàng trước khi nhận. Về nhận hàng thử mặc. Bao em Phúc bao nhá, bao toàn bộ luôn. Em này có từ 60 đến 80 cân. Con này 550.000. 550.000 má 103. 550k má 103. Quần này á, quần này nó đi theo bộ, em không bán nẻ đâu. Bộ không bán nẻ. Em nào em đang bị nóng này, mặc vào ấm quá là nó đang nóng chân này. Ấm lắm. Đang nóng chân. Con này kỳ trắng này thật sự mọi người nó gọi là quá chất ngất luôn. Đẹp lắm. Trong lót lưới trắng. Trong lót lưới trắng nhá. Mọi người nhìn cái, nhìn từ cái khóa thôi, dập logo nhìn đẹp à. Chuẩn hãng. Ninh Ninh không có bộ, Ninh Ninh chỉ có quần thôi. Nhá. Đây em thử cho mọi người bắt đầu chút Ninh Ninh rồi thì thôi bỏ ra. Đây cho mọi người rốt cái mã đáp này thôi này. Mấy giờ rồi nhỉ? Chuẩn là Facebook Nhật An nhá. Chuẩn chuẩn. Đã gọi là bao rồi. Đây. Còn con Adidas này nhưng mà ống con Adidas là sẽ rộng hơn ống con Nike nhá. Đây này. Ống con này nó rộng hơn con Nike. Cũng co giãn nhẹ. Đấy. Con Nike là nó sẽ bo hơn nhá. Nike sẽ bo hơn nhưng mà con Adidas này rộng hơn. Cũng là một size nhưng mà nó sẽ rộng hơn, ống thoải mái hơn. Có màu tím than ạ. Đây. Cũng có màu hai xanh, màu xanh. Màu xanh và màu đen. Quần này đúng ra là em bán chuẩn giá của nó là phải 380.000 đấy. Trước em test thử về lấy mọi người là 280 đấy. Mà bây giờ vẫn bán 280, đang bán vậy, không thay đổi. Em này má 121 kèm size từ 28 đến 35. À. Con này có size từ 28 đến 37. Đây ống đây, ống đây. Ống nó hơi suông thôi chứ nó không được suông hẳn đâu các bác nhé. Nó hơi hơi suông thôi, nó không được suông hẳn đâu. Được chưa? Nhìn ống đá chưa? Đấy. Con này có size từ 28 đến 37, quần 280. Anh Nguyễn Hoài Lam em chốt cho anh con đát rêu rồi đấy anh ơi. Đát rêu em mặc thử lên người em chốt cho anh cái mẫu đấy rồi đấy. Nhá. Má 106 còn không? Mã bao nhiêu nhỉ? Mình nên mã bao nhiêu đấy nhỉ? Mã 121 à? Con đát là má 121 kèm size từ 28 đến 37. 28 đến 37. Quần này nếu okay, các bác mà các bác mà mặc văn phòng thì thật thôi sự em cứ in ra nhá. Miễn bàn luôn, thật sự đẹp. Không phải nghĩ luôn. Được chưa? Đi vào quảng ít áo phông rồi, còn mấy cái áo phông nào lên nó cho bác mấy cái áo phông. À đây đây. Tiết mục này nữa đây. Em còn mấy món tất này nhá. Buổi trưa các bác chốt hàng trăm, mỗi bác còn là hàng trăm đơn tất này rồi này. Tất đây, tất đây. Tất này một set 3 đôi nhá. Đi không sướng không lấy tiền luôn. Bản thân em là cái ngày mà em tết thì tất này đến bây giờ hôm nay vừa đi đánh bóng chuyền xong. Bỏ đôi tất Nike này ra nó thật đeo nó sướng. Tại vì sao ạ? Nó vẫn giữ nguyên cái form. Đấy. Nó vẫn giữ nguyên cái form mặc dù đã đi qua bao nhiêu lần rồi. Ok Hoàng Tuấn. Đấy. Đi qua bao nhiêu lần rồi. Có màu tím than cỡ 33 bụng 86 để anh cái. Có đấy em vừa dơ xong anh Trần Khánh chốt in Trần Khánh luôn. Ok. Một set 3 đôi dòng cổ cao trên mắt cá chân này 120.000 một set. Bao chuẩn hãng như em Phúc nhá. Mã 119. À không, xin lỗi, cái này là hai màu nhá, không phải mã đâu. Chốt cổ cao màu đen hoặc màu trắng. Bao chuẩn hãng. 120k, được chưa?
Loại cổ ngắn này gồm có 3 màu đen, xám và trắng, cũng 3 đôi một set 100k, được chưa ạ? Em này bình thường mọi người mua mới á, trong hãng là 150 đấy, 150 một đôi nhá, 3 đôi là 450. Mọi người hôm nay chốt chỉ có 100.000 thôi, 100.000 nhá. Thế thì thôi, không không có màu đấy anh Trần Khánh nhá. Hủy đơn cho anh Trần Khánh đi. Cổ cao màu trắng. Em in 4 lần rồi. Cổ cao màu trắng đây. Em chỉ có xanh than kiểu đấy thôi anh, anh Trần Khánh nhá. Anh Trần Khánh nhá, chỉ có xanh than kiểu đấy thôi, không không đấy thì không có màu khác đâu ạ. Không có màu khác nhá. Mọi người chốt cổ ngắn, cổ dài, một set, hai set, màu trắng, màu xám, màu đen. Báo màu cho em nhá. Tất thì em không đọc đâu anh ơi. Tất bên em không đọc, mọi người comment là có đơn nhá. Comment có đơn. Bên em sẽ không đọc đâu, comment có đơn cho em. Ok chưa? Đấy. Đây em có con áo xanh này, nỉ áo xanh này. Có em áo lì xanh này từ 55 đến 7, mình chốt mã 118, không biết mặc size bao nhiêu, mai gọi điện lại hỏi size, yên tâm. Quần đang mặc mã gì à? Quần đang mặc mã quần. Bữa anh lấy màu đen mặc rất đẹp, ok. Em chỉ có màu xanh đấy thôi, anh lấy thì lấy, không có đâu, không có màu khác đâu ạ. Đấy. Quần đắt vẫn chốt kìa. Tất vẫn chốt kìa. Ok anh mà. Em có áo này cho bác chơi đi chơi thể thao này. Chốt tất không còn gì nữa. Có hôm nay em in lên Sudan mà. Em này áo thể thao từ 55 đến 75 cân. In tất. Cả nhà cứ comment nhá, bên em không đọc tên đâu, tất không đọc tên, nên mai là có đơn nhá. Nếu như bác nào trường hợp không có đơn, alo cho em Phúc nhá. Em luôn luôn tiếp cuộc gọi cho bác. À không, em không biết chỗ nào đâu. À không, ở tầng cuối cùng. Bên tay trái. Tầng dưới bên tay trái. Cho em xem quần màu xanh. Cho em quần đang mặc nữa, Trần Luận. Ok, Trần Luận, báo sai. Em áo này nhá, bình tầng thường 100k là 3 set. Bình thường em áo này là 450.000. Là 6 đấy ạ. 450.000 một cái áo này đấy ạ. 450 nhá. Đây các bác chốt cho này, con này này, chốt em này từ 55 đến 75 80 à 75 đến 78 cân. 55 đến 75 78 cân. Lên thêm mã 24. Em này à, em này 308 nhá. 308 mã 24, áo lỉ Adidas mã 24 cho này. Quần có hai màu xanh đen và đen ạ. À. Được rồi, con đấy để ra đây. Cái ý để ra đây. Đây. Quần có màu xanh và màu đen này ạ. Quần màu xanh đây. Màu xanh và màu đen. Không, cái này bây giờ là con nẻ em lên nhá. Ôi giời, con này còn đâu? Hết sạch à? Em không còn cái nào nữa. Hả? Ờ. Nói còn hay không thì phải nói to lên. Con. Mẹ lùa. Tắt okay, cái tắt. Để ý cái tắt vào em. Mọi người cứ lên tắt đi ạ. Tắt dùng rất thích. Đây nhà bác. Đi rất đẹp và chuẩn chứ em. Ok, cảm ơn Thẩm Mỹ Thu Hà nhá. Đấy, bác nào mà thẩm mỹ qua Thẩm Mỹ Thu Hà này. Thẩm Mỹ Thu Hà địa chỉ đâu Thẩm Mỹ Thu Hà ơi. Em này 65 cân. Trên dưới 65 cân nha nhá. Con này là dòng tennis. Con này có sai không? Hình như 65 đến 75 cân. Có ít. Con này có sai từ 65 đến 75 cân. Chốt mã quần đang mặc Trần Luận. Ok quý này hay. Ok Trần Luận. Quần này có size từ 28 đến 37. Quần có size từ 28 đến 37. Em này có size từ 65 đến 75 cân. Dòng áo tennis cho em nhá. Adidas chuẩn hãng. Em này các bác lên cho em con này 300. 300k lên cho em mã 120. Không thích không lấy tiền. 300k mã 120. Đây.
mã 120. Em có con mấy, còn mấy con áo nẻ này. Em này Nike 70. Nike trên dưới 70, con này 70, 75. Có size 60 cân ạ. À. Bác nào 60 cân mặc được. Con mã này em cũng cứ... Cảm ơn Trần Hữu Vĩnh nhá. Em này có size, em này size 70 75 cân. Có đúng một con thôi ạ. Con này chốt cho các bác 200. 200 mã 150. 200 mã 150 cho em ạ. Em này có hai cái sao? Nên cho bạn bạn mấy bác ít áo phông nữa. Quần giá bao nhiêu? Quần giá 280. Nói chung là mọi người cứ vào cứ chốt đi, đừng hỏi không. Nếu mà ấy thì tốt nhất cũng không nên hỏi giá tại không, à, quên, không phải không nên hỏi giá, xin lỗi. Có nghĩa là giá nó đều có cái giá mà mọi tất cả các bác khác đang chốt rồi. Mình thích là mình cứ chốt đi, mai là nhân viên họ báo đúng cái giá đấy. Đằng nào mình thích thì mình mua thì cũng phải cái giá như thế thôi. Đấy. Mạnh bám sát cái comment này, rất nhiều comment tiếp tục kia cả. Đấy. Nhảy liên tục đấy, đừng ngó. Em này Adidas cho em nha. Con này Adidas cho em ạ. Adidas con này size L 65 70 cân. Con mình mà cả lớp đều khen. 65 70 cân, chốt con này 208, lên mã 110. 400.000 Em này lên cho em mã 110. Mã 110. Ok, con anh dày. Cảm ơn chị Thu Hà. 110 này có hai cái. Cái mã con này chốt chưa? Có nhiều đấy. Mã 150 này. Một không vương mắc mà điện. Đùa các bác, con này một chút phí nhỉ. 280. Em bán cho con này, bán còn mỗi con em xeo lốt mà các bác bỏ phí thì. Đây, Nike mới tinh. Nike lại 70-75 cân. Con này em lấy có 200 nghìn đấy, lên má 150 chốt đi. Má 150 chốt đi. 150 tối nào đấy. Phí. Không chốt phí. Em có một con nào polo này, con này có size từ 55 đến 75 cân này, 55 đến 75 cân nha, bác chốt con này cũng 200k. Em này cũng 200k nên cho mã 148, màu rất đẹp, màu xanh than. Mã 148 nha nhá, mã 148 ạ, polo Noren cho em nhá. Mã 148. Loan rồi kìa, 250. Thôi, nẻ nốt nẻ nốt con này. Ôi 200 thôi. Áo khoác đát xanh. Mã bao nhiêu? Khoác đát xanh là 24 ạ. Đát xanh áo khoác nào. À, đát xanh mã 24. Em này 65 cân. Đây 60-65 cân ạ. Bác nào chốt nốt 200 nhá. 148 Nguyễn Trí. 200 lên mã 08 200. Cái mã đấy 148 có. Có sai. Còn một em nữa này. Con này ít nữa. Không, con này bằng con này. Không được bằng con này. Không 08 BZ Lào, không 08 Cúc Đào. Cái này còn không đấy? Còn không? Cái nào? 200. Em này nì vai 60-65 cân, nì vai 60-65 cân. Còn 200 mà bao nhiêu? 200 ở chân đấy. Em này mã 119 nốt 200, mã 119. 119 200. Em còn con dốc đan này này. Con dốc đan này cũng có size từ 60 đến 75 cân. 60 đến 70 cân ạ. Quỷ 08 chốt cho anh Hương Bắc 08 ạ. Lên mã 200, mã 04 đây. 200 mã 04. Con này chất lạnh luôn. 60-65 cân, con này lạnh. 19 tấn Nguyễn Đăng. 60-65 cân ạ, con này chất lạnh.
Em này cũng mã, con này mã 11 nhá, cũng 200 mã 11. Lẻ lẻ mấy con này bán lốt. Em này 70. Adidas 70 kg. Adidas 70 kg. 200. Em này 200 mã 100. 200k mã 100. Không bốn hùng gỗ. Con này còn đâu? Cả số đây chứ con. Đúng hết rồi. Bây giờ. Con này lát cốt chưa nhá? Lát cốt đẹp này. 11 Đoàn Hưng. Em này lát cốt trên dưới 70 cân, 250 nên mã 02. 250 mã 02. Em này 65 cân, 68 cân. Em này trên dưới 65 cân Puma. Puma chốt tốt 250 má 149 250 mã 149. Không ai có thanh dây. Ok Phúc ăn ăn phát ạ. Sắp mình quần đang mặc chốt rồi sao mà hả? Sắp mình chốt quần đang mặc rồi sao mà. Em này 70-75 ạ. Con này 70-75 cân này. Em này lắp cốt 75 cân nhá. Trên dưới 75 cân ạ. Em này 250 lên mã 111 bán rẻ. Bán lốt. Em này Nike, con này cho nữ mặc cũng được nhá, mặc kiểu freestyle Nike. Nike em này 75 cân ạ, trên dưới 75. 100 tuần vũ. Nếu như là mặc thì 75 cân. 70 75 cân Nike mã đó. Lên mã 08 ạ. Con này mã 08 chốt cho 150 mã 08. Tả 2 cân bốc, tả 2 cân thì hơi khó. 150 mã 08. Em này Adidas 55 cân. Số cầu mới 74 lặng 70 cân ạ. Adidas trên dưới 55 cân. Con này rất xuất sắc luôn. Em này 250 mã 02. 250 mã 02. Dạ. Kia có 02 rồi. Viết đây, dạ. Mai xem cái này rồi thì phân ra cho anh nhé. Cập ra thì trong này nó bị lộn xộn này. 08 Hải Hoàng. Đây, con này có 2 con. Bạn ơi, đôi lai hạt, một mã mưa trước mình có. Mình ok, có chốt cho mình không gửi ảnh. À, chốt cho mình không gửi ảnh á, rồi thế thì báo em sớm thì mới được, chứ báo muộn thì em lại không tìm được đâu anh ạ. Không để thấy mấy đôi thì... Sợ là nhân viên không tìm thấy nick Facebook của mình ấy. Nhớ các bác nhá, nếu mà chốt được rồi mà không thấy hàng phải báo sớm cho em nhá. Báo sớm em tìm được, không có là... Có khi là hàng vẫn để ở đây mà không tìm được Facebook hoặc là không liên hệ được á. Là hôm sau... Không ai Hùng Nguyễn, không ai Ngọc Liên. Hôm sau là cho vào trong... đống like tiếp rồi là con coi như mất 200 à? Lên quần gió. Con thì 25. Polo có đấy nhá. Polo mà lúc nãy ấy. Thôi nhẹ thôi em nghỉ đây cả nhà nhá. Mình có chốt được má 124 không bạn? Lên quần gió á. Thôi bữa khác đi. Bữa khác em lên nhá. Cảm ơn cả nhà đã chốt hàng tối nay ạ. Mai sáng mai nhân viên BM họ sẽ phân loại ra gửi mọi người qua mét nhá. Quần em đang mặc 28 mà quần bữa trước anh lấy 250, có gì khác nhau thì anh lấy 25 ấy, thì con quần đắt gôn 25 là cái dòng siêu nhẹ anh nhá. Con đấy là cái dòng siêu nhẹ, tức là co giãn cũng vậy. Lên 15 phút được đi. Co giãn cũng vậy, nhưng mà cái dòng 250 trước là siêu nhẹ. Nhưng mà thực ra con đấy cũng 280 đấy, không phải 250 đâu. Hôm nay em bán vậy đấy. Còn con này thì nó cũng co giãn, nhưng mà nó dày hơn một chút. Đấy. Dày hơn thì đương nhiên nó nặng hơn. Con quần này nó nặng hơn. Con quần kia là siêu nhẹ.
siêu nhẹ và cũng auto, là có nghĩa là khi mình mặc vào là nó phẳng, nó sẽ không phải là chuẩn. Và ống của con kia nhá, ống con kia nó sẽ bo hơn ống của con này. Ống con này nó dư, ống con này nó thoải mái hơn, nó suông hơn một chút. Con kia thì nó bo hơn. Đấy, bo hơn. Lúc đầu em có nên xem cho anh con size M của cái quần kia. Quần dài ấy, có quần dài không? Đấy là size S. Polo đắt còn không xốp. Polo là polo đắt, là đắt chứ ạ. Áo polo ấy. Áo polo còn đấy. Đây em thử mặc cái size đắt gôn. Cái đắt gôn này thì các bác chốt phổ thông rất nhiều rồi. Đây con này nó mỏng hơn con này một chút, nhưng mà nó cũng có cái thích của nó. Đây có giãn hơn một chút xíu và mặc thì nó nhẹ. Thử luôn quần đen này nhá. Ống nó bo hơn. Em lên 280 hết rồi này, không bán 250 nữa. Con này mỏng hơn. Đây. Hơi tối tối mọi người sẽ khó xem. Con này cũng mặc phát là phẳng nhá. Đây này, ống nó bo hơn này. Đấy, ống nó bo khít hơn, mỏng hơn. Đây. Đấy, con này nó khác hơn tí. Xin lại hai cái áo đát xanh và quần đen. Quần đát gôn có màu khác được không? Đát gôn có hai màu. Có hai màu là màu cái mã này thì em lại có cả màu xám nữa, nhưng mà hết rồi. Thấy không? Đây ví dụ con này thì còn đúng một con này thôi. Đây bán giờ lẻ. Đúng rồi, con này form ôm hơn. Mọi người nhìn thấy chân của em nó sẽ thuôn nhỏ hơn. Và cái này thì nó phù hợp với thanh niên nhiều hơn. Đấy. Ví dụ như em thì em lại thích mặc con này bởi vì là nhìn nó trẻ trung hơn. Con này mà đi giày, kể cả đi giày da, giày lười ấy, thì cái ống này nó sẽ bóp sát với cái cổ giày. Đấy, mình thích như vậy. Tại vì trẻ mà. Còn bác nào trung trung thì con kia sẽ. Nhưng mà con kia thì cũng mặc con kia vào văn phòng công sở cũng được. Bình thường nó cũng không khác biệt nhiều đâu. Đấy, không khác biệt nhiều. Ok, Trần Quang Đạo cũng đã chốt này rồi đúng không? Con này 280 mặc sướng hơn quần vải may tiền triệu. Đấy. Tức là có 280 mà mặc sướng hơn quần vải may tiền triệu, đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy. Điện duyên để xem em con size 28 nhé. Ok 28. Đây quần này form ôm, bác nào thích quần này form ôm thì con này nó hết, còn size L không? Size L thì còn nhiều. Em còn size size S. Còn S rồi. Em còn size S, size L và size XL nhá. Size S, size L, size XL, size M còn đúng con này. Size 30, 31 còn đúng con này. Bác nào chốt nốt con đang mặc thì báo cho em chốt nốt con đang mặc. Size 30, 31. Size S còn đúng một con nữa. Không, size S như đấy rất nhiều luôn. S trong kia nhiều. Tại vì size S ấy, là cái size mà ít người chốt. Thế trong kia còn nhiều. Bác nào chốt size 28, 29. Có đi ạ. Đĩa đây, ôi trời. Đĩa đây này. Đeo quần này phải có đĩa chứ. Ánh sáng nó hơi tối tí. Đấy, hôm trước có cái dây lưng đây rồi. Không, con dây lưng đấy không được. Đâu. Đây, đeo dây lưng. Bác xem. Rồi đấy, đưa dây lưng đây. Con quần lúc trước bác mặc còn không? Còn nhá, cùng lúc không. Lên mã đi cho dễ á. Các bác chốt luôn theo size đi. Trừ cái size M hết rồi. Còn size đến 35 có nhá. Chốt đang mặc báo size cho em. À chốt đang mặc Trần Quang chốt luôn con này đi. Chốt cho anh Tuấn Trần Quang con này luôn này. Hết nhá, size M hết, size 30 31 hết, còn các size khác còn. Các bác chốt size khác bảo em. Đây.
Cái này mà cho áo sơ mi vào thì nó đỉnh của đỉnh luôn. Size S là 28-29. Quần này còn màu đen thôi. Xanh than chắc là hết rồi. Xanh than không có. Xanh than thì không có đâu. Sao? Đến size bác nào size 36-37 thì báo em để em tìm cho nhá. Có đấy. Có một số con size 36-37. 1m58 nặng 55 cân là size S rồi, 29 thôi. Chốt cái lịch nhịp anh Phúc à? Chốt cái này á? Cái lịch. Ai chốt luôn. Bán rẻ cho 450. Ok, Thắng Định Văn. Dạ, size 29. Ngọc Liêm. Chốt 29. Cho em một size 29. Ok, Hải Trịnh. Đấy, mọi người chốt size đi. Chốt luôn đi, không cần phải lên mã đâu. Đấy, chốt luôn không lên mã đâu. Quần đang mặc size 34, ok Nguyễn Hữu Thành. Anh em nào muốn trẻ ra tầm 3 tuổi, nếu mà tầm U40 là cứ chốt con này thì nó sẽ trẻ hơn. Quần nó sẽ bo đi nhá, nó bo. Chân em nó nhỏ đấy chứ nó dư áo quần này nhiều bác chân to là nó gần như là khít. 100kg không có. In mấy cái mã ra đi. Tập trung đi thì má các bác comment sai đấy. Comment nốt đi ạ, à. Mọi người comment nốt đi để em nghỉ đây. Còn con áo gà này này, áo gà này nữ mặc cũng được này. Áo gà này con size gì nhỉ? Áo gà. Áo gà này còn size 55 đến 75 không? Tầm mình có 75. Con này 55 đến 70, bác nào chốt nốt 280 mã 150. 280.000 mã 150. Ok, Trần Khánh. Hải Trịnh chốt rồi. Mọi người cứ báo sai được rồi nhá, báo sai là ok. Hoặc báo cân nặng, báo chiều cao, mai bên em sẽ tư vấn cho. Hết rồi cả nhà. Hết thật rồi. Ok, đầu anh Quảng. Thế là xe 30 thì không có anh đâu anh Quảng. 30 em hết rồi, 30 em báo rồi mà. 30 em báo hết rồi. Mã 150 là con này á? 150 Nguyễn Trí. 150 con gà. 150 gà bao nhiêu? Gà 28. Con này 75 cân. Adidas 75 cân. Bác nào chốt nốt con này 300 này, má 100, có mỗi con 300k má 100, còn mỗi con ạ. À? Ok Trần, con này ham ạ. Mặc đời 150, ok. Comment, ok mặc đời. Comment sai lên cho em nhá. 150 bao nhiêu cân mặc được? 150 em có sai từ 55 đến từ 50-55 đến 70 cân thôi. Bác nào chốt sai nào báo sai đấy. Chốt sai nào báo sai đấy xem. Chú ý nhá. Nào chị áo chú ý đây, kiểm tra đây. Đây là người. Rồi em nghỉ đây. Áo size L, ok áo size L. Còn anh Nguyễn. Em xuống nhá. Cảm ơn cả nhà đã chốt hàng tối nay. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Khả năng tối mai em lên giày. Tối nay em sẽ lên giày. Quần áo nó chưa vào rét hẳn nên có một số người mặc áo ấy cũng chưa muốn lên lắm. Tầm này có khi lên áo phông mọi người vẫn đang chốt nhiều. Quần đát xanh, quần vest 60 cân. Gà 70kg kìa. Còn sọt đát hết rồi hay sao vậy? Sọt đát em vẫn còn. Anh Trần Phi nhá, anh Phương Phúc Trần Phi chốt sóc đát bao nhiêu bảo em luôn đi, mai lấy riêng cho. Không cần phải lên đâu. Sóc đát mai em lấy riêng cho. Sóc đát đấy có màu xám còn nhiều. Xám chắc còn ít lời. Đấy xám bên cạnh tay đây. Túi bên cạnh đấy. Tay ôi, thế thôi.
Nha, chốt shop báo báo size mà em lên cho. Ba màu size L nha, ok. Mai chọn cho anh Trần Phi ba màu size L, ghi rõ quần sọc vào đây. Bác nào chốt quần sọc nữa comment lên đi. Comment size cho em đi, mai em đẩy luôn cho, không cần phải ấn, tại vì lên thì cũng chỉ có người lấy màu thôi. Có màu xám, màu đen và màu xanh than thì hết rồi. Có màu xanh rêu với màu xanh người đấy. Các bác nếu như là thích quần sọc comment lên cho em luôn. Em mai em đẩy luôn, khỏi phải chốt nhá. Tại vì bây giờ nó cứ lẻ size á. Thành ra lên là cũng vậy. Này. Cái này đút vào đây. Đút vào đây. Đây mai là đi. Rồi em xuống nhá. Cảm ơn cả nhà đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Em nghỉ đây. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá.